Chiến thần bất bại, tiêu chính văn. chương 41, chủ soái Bắc Lương. Bịch bịch bịch, trong nháy mắt, bốn tên bảo tên bảo vệ tay cầm súng ống vội vàng lao tới, họng súng của họ đồng loạt nhắm thẳng vào tiêu chính văn. Cảnh tượng này khiến rất nhiều người sợ hãi, tránh ra xa vì sợ bị vạ lây. Tiểu đội trưởng dẫn đầu là một sĩ quan cấp 2, mặc quân phục màu xanh lá sấm, đi giày chiến đấu. Sắc mặt anh ta u ám lạnh lùng, nhìn chằm chằm tiêu chính văn, anh ta cầm lấy hai thiệp mời trong tay ngô khoan nghiệp rồi so sánh chúng cẩn thận. Dám làm giả thiệp mời, đây là tội chết đội trưởng. Trương tức giận mắng. Những người khác trong nhà họ Khương nghe thấy lời này, sợ tới mức hai chân mềm nhũn ra, trong lòng họ càng căm ghét tiêu chính văn hơn. Xong rồi, xong rồi, là tội chết đó, trời đất ơi. Đều tại tiêu chính văn, sao hắn có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Chúng ta sẽ không chết thật đâu nhỉ? Người đâu, bắt giữ ba người bọn họ và tất cả những người trong sảnh tiệc có loại thiệp mời như thế này lại, đội trưởng. Trương nghiêm nghị ra lệnh. Bịch bịch bịch, ngay lập tức, hơn 10 tên bảo bảo vệ cầm súng ống từ xa chạy tới, nhanh chóng khống chế tất cả những người khác thuộc nhà họ Khương đang cầm loại thiệp mời này. Đột nhiên, tiếng kêu ca oán hận vang lên khắp nơi. A, à, đừng bắt chúng tôi. Chúng tôi không muốn chết. Chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi hết, là hắn, chính là tiêu chính văn làm giả. Là hắn đưa thiệp mời cho chúng tôi, chúng tôi không vào dự tiệc nữa cũng không được sao. Đúng đấy, các anh đừng có mà bắt nhầm người đó, tiêu chính văn, đều tại mày, mẹ cái thằng trời đánh này. Đúng lúc này, hơn chục người nhà họ Khương nhìn chằm chằm tiêu chính văn với ánh mắt thù hằn hận không thể ngay lập tức giết chết anh. Từ phân cũng tức phát run người, nhưng bị mấy tên bảo vệ tay cầm súng ống khống chế vẻ mặt bà ta tràn đầy khiếp sợ chỉ vào tiêu chính văn mà gào thét đều tại mày cái đồ sao trổi nhà mày sao mày không đi chết đi khương thần cũng hoảng sợ không thôi cậu ta bắt đầu cầu xin đội trưởng chuyện này thật sự không liên quan gì đến chúng tôi cả là anh ta làm đấy các anh muốn bắt thì bắt anh ta ấy cùng lắm thì chúng tôi không dự tiệc nữa tôi xin các anh đấy thả chúng tôi ra đi Suốt lời, Khương thần còn quỳ dạp xuống đất, nước mắt lưng tròng, khóc lóc kể khổ. Cảnh tượng kịch liệt như vậy khiến những nhân vật hàng đầu ở Tu Hà đang đứng xung quanh đều lạnh lùng cười, xem chuyện cười của nhà họ Khương. Gương mặt ông cụ Khương cũng tràn đầy vẻ xấu hổ, chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Quá mất mặt, quá nhục nhã. Lão năm nay đã hơn 75 tuổi, mà hôm nay chắc chắn là khoảng thời gian đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời của lão nhưng tiêu chính văn ngược lại không nhanh không chậm thái độ hết sức đúng mực anh nói với đội trưởng trương thiệp mời có phải là hàng giả hay không theo tôi tốt nhất là anh nên đi hỏi cấp trên tiêu chính văn cũng bắt đầu tức giận anh tham gia bữa tiệc tối nay hoàn toàn là vì nể mặt hàn lợi dân anh đường đường là chủ soái bắc lương cho dù là tứ lão long các mời anh họ cũng phải đích thân đến mời đội trưởng Trương nọ lập tức nhíu chặt mày, sợ lại xảy ra những phiền phức không cần thiết, lạnh lùng hừ một tiếng, được lắm. Nếu anh đã nhất quyết không nhận, vậy thì tôi sẽ khiến anh phải tâm phục khẩu phục. Sứt lời, đội trưởng. Trương lập tức gọi điện cho cấp trên đang ở sảnh tiệc chính qua điện thoại vệ tinh. Cái gì? Vâng, vâng, vâng. Thuộc hạ biết rồi à? Ngay sau đó, vẻ mặt của đội trưởng. Trương hoàn toàn thay đổi, kinh hãi cúp điện thoại, anh ta không ngừng nhìn chằm chằm vào tiêu chính văn. Ngô khoan nghiệp cười nịnh nọt nói, đội trưởng, anh không thể dễ dàng bỏ qua cho tên này được. Anh ta dám làm giả thiệp mời, nhất định phải nghiêm trị. Tốt nhất là bắt hết cả nhà anh ta, kết án tử hình. Bốp, đội trưởng, trương nọ lập tức quay lại, tức giận vả vào mặt ngô khoan nghiệp một cái thật mạnh, anh ta gào lên, mẹ chứ. Thiệp mời giả cái gì? Trên tay anh Tiêu là thiệp mời đặc biệt. Còn cao quý hơn thiệp mời trên tay cậu nhiều đấy. Xì sao, xì xào. Những nhân vật nổi tiếng ở Tu Hà đang có mặt tại bữa tiệc đều sửng sốt, kinh ngạc. Cái gì cơ? Thiệp mời đặc biệt. Ngô khoan nghiệp càng thêm bối rối, cậu ta nghi ngờ nhìn về phía đội trưởng. Trương, rồi lắc đầu, không thể nào. Đội trưởng, chắc anh nghe nhầm rồi. Loại chó hoang như anh ta sao có thể nhận được thiệp mời đặc biệt chứ? Tuyệt đối không thể nào. Bịch, đội trưởng, trương nọ tiến lên, thẳng chân đá vào người ngô khoan nghiệp khiến cậu ta bay ra 3 mét, sau đó ngã mạnh xuống đất. Đội trưởng, trương rút súng khỏi thắt lưng, mặt mày trịch thượng nhìn xuống ngô khoan nghiệp từ trên cao, lạnh lùng nói cậu đang chất vấn tôi hay là chất vấn thiếu tá hàn. Hả, không tôi không dám, tôi sai rồi, xin đội trưởng tha thứ cho tôi. Ngô khoan nghiệp ôm lấy bụng quỳ trên mặt đất, cậu ta không ngừng quỳ lại, Mặt mũi đỏ bừng lên, cả người lập tức run lẩy bẩy. Dù sao, lúc này thứ đối diện với cậu ta là một hỏng súng. "Đội trưởng." Trương Nọ hừ một tiếng đầy lạnh lùng, bước tới chỗ Tiêu Chính Văn, anh ta đứng thẳng người, chào hỏi rất cung kính, "Anh Tiêu, mời anh vào dự tiệc." Vẻ mặt Tiêu Chính Văn thờ ơ, anh gật đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Khương Vi Nhan, hai người họ đi qua trước mặt đám đông đang sững sốt không thôi bước về phía sảnh chính của hội trường còn chúng tôi nữa chúng tôi cũng có thiệp mời đặc biệt lúc này từ phân đang cầm trong tay thiệp mời đặc biệt vẻ mặt tràn đầy kích động giống như khi đi tàu lượn siêu tốc vậy giây trước họ còn lo lắng không biết liệu mình có phạm phải tội chết hay không giây sau họ đã trở thành những vị khách tôn quý nhất trong bữa tiệc này khương thần cũng không biết xấu hổ mà đứng dậy cậu ta dùng ánh mắt ngạo nghễ chừng mắt nhìn đám bảo vệ nói các người nhìn thấy chưa? Trong tay tôi là thiệp mời đặc biệt đấy nhé, vô cùng tôn quý, còn không mau tránh đường cho thiếu ra đây. Những người nhà họ Khương khác cũng nháo nhào đi vào, vừa muốn được tận mắt chiêm ngưỡng khung cảnh bữa tiệc, vừa muốn trở thành người đầu tiên tiến vào bữa tiệc, gặp gỡ thiếu tá hàn lợi dân hoặc là vị chủ soái Bắc Lương. Đội trưởng, trương nọ cũng không dám làm chậm trễ hơn nữa, nhanh chóng cho bọn họ đi vào nhưng tiêu chính văn đột nhiên dừng lại anh quay đầu nhìn người nhà họ khương đang tranh cãi om sòm nói không phải vừa nãy các người còn nói thiệp mời này là giả à không liên quan gì tới các người cả đã vậy thì đội trưởng trương anh tịch thu toàn bộ thiệp mời trong tay bọn họ lại đi suốt lời tiêu chính văn kéo khương vi nhan đang còn hơi bối rối ôm na na trong tay họ thản nhiên bước vào sân nhà tại cổng tiệc tất cả người nhà họ khương đều ngẩn ra đám bảo vệ ở cổng cũng cầm súng trên tay ngăn bọn họ lại đội trưởng trương nọ lạnh lùng nói người đâu tịch thu toàn bộ thiệp mời trong tay bọn họ sau đó đuổi ra ngoài ấy 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 các anh không thể làm vậy được đây là thiệp mời đặc biệt đấy nhé tiêu chính văn cậu đang làm gì đấy cậu mau quay lại đây cho tôi đội trưởng đây chính là thiệp mời đặc biệt nếu anh đuổi chúng tôi đi cũng chính là không tôn trọng thiếu tá hàn Tôi muốn đi vào, từ phân không quan tâm, thẳng thừng xông vào nhân lúc mọi người không chú ý. Mấy người nhà họ Khương khác thấy vậy cũng xông vào. "Đội trưởng." Trương bất lực, quả thực tấm thiệp mời đó là thiệp mời đặc biệt, anh ta thật sự không dám ra tay tàn độc, ngộ nhỡ đắc tội thiếu tá Hàn, thực sự không đáng. Nhưng Ngô Khoan Nghiệp lúc này sắc mặt rất u ám, cuối cùng mới tiến vào hội trường chính. Bữa tiệc tại gia chính thức bắt đầu mọi người liên tục nâng ly chúc mừng, nói chuyện rôm giả. Cũng chính lúc này, hàn lợi dân mặc bộ quân phục, trên bả vai được đính sao, dáng người anh ta cao giáo, khi thế vững vàng bước ra từ phía sau hậu đài, đi đến trước toàn bộ khách mời, rồi sau cùng, anh ta đứng trên sân khấu. Là thiếu tá Hàn. Không hổ danh là người đứng đầu sở chỉ huy quân đội Thu Hà. Khí thế này thực sự quá mạnh mẽ. Thiếu tá Hàn cũng mới ngoài 30 tuổi chứ mấy, thế mà đã là thiếu tá rồi, tương lai sẽ còn thăng tiến nhiều. Một nhóm những nhân vật nổi tiếng ở Tu Hà tiếp tục nâng ly chúc mừng Hàn Lợi Dân, Hàn Lợi Dân đứng ở trên sân khấu cũng vỗ tay, sau đó lại chắp tay sau lưng, anh ta nói to, các vị dù bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn tới tham gia bữa tiệc của tôi, tôi rất lấy làm vui. Sau ngày hôm nay, tất cả các vị có mặt ở đây sẽ làm việc cùng nhau. Bây giờ, tôi xin chúc tất cả các vị có tiền đồ vô lượng, tài chính dồi dào. Cạn ly, mọi người cùng nhau nâng ly, đồng thời nói vài lời tâm bốc. Hàn lợi dân khẽ cười, ánh mắt đặt trên tiêu chính văn đang cùng Nana và Khương Vi Nhan ngồi ở một góc của hội trường. Sau đó lớn tiếng nói, có lẽ mọi người đều biết, tối nay, bữa tiệc này có một vị khách tôn quý rất đặc biệt. Xì sao? Trong phút chốc, tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn, ánh mắt của họ điên cuồng dán chặt lên phía sân khấu, Háo hức mong chờ vị tướng quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử Hoa Quốc, Chủ Soái Bắc Lương. Vậy thì tiếp sau đây, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chào đón Chủ Soái Bắc Lương, hàn lợi dân nhiệt liệt giới thiệu, hơn nữa, thực ra anh ấy đang ở ngay trong số khách mời ngày hôm nay, anh ấy chính là chương 42, không ai có thể cướp. Lúc này tất cả những người dưới sân khấu như đang nín thở, họ háo hức trông mong nhân vật trong truyền thuyết ở Hoa Quốc này, Chủ Soái Bắc Lương đã từng này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên tôi được gặp một vị chủ soái. Phấn khích quá, tới sự bữa tiệc tối nay thực sự đáng. Nhanh lên nào, chốc nữa, chúng ta nhất định phải chụp ảnh chung với chủ soái Bắc Lương. Còn bên phía nhà họ Khương, Khương Thái Sương cũng đang chen chúc trong đám người, lão chống gậy, nghiền cổ để xem nhân vật tôn quý trong truyền thuyết này. Anh là niềm vinh dự của Hoa Quốc, là người anh hùng vĩ đại trong trái tim của người dân nơi đây. Ông ơi, ông nói xem, vị chủ soái Bắc Lương này liệu có nhìn chúng cháu không? Cháu nghe nói anh ta mới hơn 20 tuổi thôi, lúc này Khương Mỹ Nghiên đã mặc kệ Ngô Khoan Nghiệp, một lòng muốn được vị chủ soái Bắc Lương chưa từng gặp mặt đó coi trọng cô ta. Nếu lần này cô ta có thể được chủ soái Bắc Lương để ý tới, cô ta chắc chắn sẽ chim sẻ biến thành phượng hoàng. Đúng vậy, hơn 20 tuổi đã được thi sơn phong tướng, hơn nữa còn là người đầu tiên của Hoa Quốc người đầu tiên đấy người như vậy nhà họ khương chúng ta dù có phải làm trâu làm ngựa cũng bằng lòng phục vụ cậu ấy khương thái sương phấn khích tới nối hai mắt rưng rưng dường như cảm xúc của lão đang rất dâng trào cảm xúc vẻ mặt khương thần đứng ở một bên cũng tràn đầy ngưỡng mộ nói mẹ mẹ nói xem rốt cuộc chủ soái bắc lương là ai chứ thông tin về anh ta ít quá nếu có thể biết được nhiều hơn tí nữa nhà họ khương chúng ta cũng có thể leo cao hơn nữa đấy từ phân cũng không ngừng gật đầu, nói, đúng đấy, đúng đấy, nhưng địa vị của nhà họ Khương chúng ta quá thấp. Con nhìn xung quanh xem, có người nào không phải là nhân vật hàng đầu tu hà chứ, cho dù muốn leo cao cũng chả đến lượt chúng ta. Không chỉ có nhà họ Khương có suy nghĩ ấy, mà rất nhiều khách mời ở bữa tiệc tối nay cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Hàn Lợi Dân đang đứng trên sân khấu, ánh mắt dừng trên người tiêu chính văn ngồi ở trong góc, ngay khi anh ta chuẩn bị công bố thân phận của Tiêu Chính Văn, một người lính mặc quân phục bỗng chạy tới, nói nhỏ bên tai anh ta, "Thiếu tá Hàn, vừa rồi chủ soái Bắc Lương có nói, đừng tiết lộ thân phận của ngài ấy." Nghe vậy, Hàn Lợi Dân nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn, anh ta ngay lập tức hiểu ra điều gì đó, mỉm cười, nói, "Xin lỗi các vị." Chủ soái Bắc Lương tạm thời không muốn tiết lộ thân phận của mình, nhưng hiện tại anh ấy đang ở ngay bên cạnh các vị. Anh ấy muốn xem xem, đại diện của các thế tộc và xí nghiệp ở Tu Hà có phải là người vừa có tài vừa có đức không? Cái gì? Chủ soái Bắc Lương đang ở bên cạnh chúng ta sao? Trời ơi, là ai vậy? Mẹ kiếp, lời nói và cách cư xử ban nãy của tôi chẳng lẽ đã bị ngài ấy nghe thấy rồi sao? Ngài ấy sẽ không có ý kiến gì với chúng ta đâu nhỉ? Trong phút chốc, mọi người bắt đầu quan sát những người xung quanh một cách kỹ lưỡng nhưng cuối cùng cũng không phát hiện ra người khả nghi. Cho đến khi bữa tiệc kết thúc, mọi người vẫn không thấy chủ soái Bắc Lương trong truyền thuyết đâu, có chút thất vọng. Mà Tiêu Chính Văn cũng đưa Khương Vi Nha và Na Na rời khỏi hội trường, trở về ngôi nhà nhỏ 60, 70 mét vuông của nhà họ Khương. Ngày hôm sau, nhà họ Khương tổ chức cuộc họp gia đình về việc hợp tác với tập đoàn lợi dân. Tại cuộc họp, ông cụ Khương ngồi ở vị trí đầu, nhẹ giọng nói, Hôm nay, tôi triệu tập mọi người tới đây không có mục đích gì khác, mà là muốn thông báo một chuyện. Lần này hợp tác với tập đoàn Lợi Dân sẽ do Khương Mỹ Nghiên toàn quyền phụ trách. Có khả năng tất cả các dự án của công ty sẽ tạm dừng một thời gian, tập trung toàn bộ sức lực cho lần hợp tác này. Nghe vậy, một số người trong nhà họ Khương có mặt tại cuộc họp, kẻ vui người buồn. Khương Văn Kỳ và Tiết Mai vui mừng khôn xiết, nói: "Bố, bố cứ yên tâm." Mỹ Nhiên nhà chúng ta chắc chắn có đủ năng lực để phụ trách. Lần hợp tác này nhà chúng ta cứ đợi kiếm được thật nhiều tiền đi. Cháu cảm ơn ông ạ. À, Mỹ Nhiên chắc chắn sẽ không phụ lòng mong đợi của ông nội. Khương Mỹ Nhiên cũng vội vàng làm núng. Từ Phân lúc này mới đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng, nói: bố, bố không thể làm như thế được. Lần hợp tác với tập đoàn lợi dân này không có Vi Nhan nhà con, chúng ta chắc chắn không thể nhận được hợp đồng. Bây giờ bố gạt phát vi nhan ra, con không đồng ý. Từ phân liên tục nói vi nhan nhà con, thực ra không phải bà ta thực sự nghĩ cho Khương Vi Nhan mà là nghĩ cho con trai của bà ta. Nếu Khương Vi Nhan không được tham gia, làm sao Khương Thần có đủ tư cách để tham gia chứ? Thế thì làm sao họ có thể thừa cơ kiếm chắc từ dự án này? Cháu cũng không đồng ý, dù sao đây cũng là dự án mà chị gái cháu lấy được không thể để một mình khương mỹ nghiên phụ trách được ít nhất cũng phải để cháu tham gia lúc này khương thần mặc kệ tất cả dù sao thì việc này có liên quan đến lợi ích và tương lai của cậu ta từ phân quay đầu lại vội vàng kéo khương vi nhan đang ngồi trong góc căng thẳng tới mức chán túa đầy mồ hôi nói khương vi nhan cô nói vài câu đi chứ đây là dự án hợp tác mà nhà chúng ta lấy được không thể để một mình nhà con bé khương mỹ nghiên cướp đi trắng trợn như vậy được đúng vậy chị chị nói vài câu đi chứ khương thần cũng gấp gáp nóng lòng muốn nói thay cô khương văn kỳ khịt mũi lạnh lùng nói hừ con bé khương vi nhan thì biết cái quái gì chứ nó có thể làm được gì nó có hiểu thế nào là dự án không nó có hiểu thế nào là hợp tác không ngoài mỹ nghiên nhà tôi ra còn ai thích hợp hơn đúng đấy dự án này chỉ có thể là của mỹ nghiên nhà tôi tiết mai cũng tức giận hét lên ngay sau đó lập tức có một nhóm người lên tiếng nói giúp cho nhà khương mỹ nghiên từ phân và khương thần hoàn toàn không có cơ hội chen vào ôi con gái yêu quý của tôi ơi cô đừng có ngồi ngây ngốc ở đấy nữa nói cái gì đi chứ người mẹ kế từ phân này của khương vi nhan đang gấp gáp chết đi được khương vi nhan ngồi trong góc rất không thoải mái bây giờ lại bị một đám người nhìn chằm chằm cô càng thêm sợ hãi cô khó chịu vò đôi tay nhỏ bé của mình liếc nhìn tiêu chính văn bên cạnh, sau đó, cô yếu ớt nói với tử phân, mẹ, con, con cũng không biết nữa, con không biết gì cả, hay là, dự án này cứ để. Để cái gì mà để, không cho là không cho, cô không biết thì Khương thần nhà mình cũng biết mà, tử phân lập tức hét lên, tức giận chừng mắt nhìn Khương Vi Nhan. Hành động này khiến Khương Vi Nhan sợ hãi, rụt cổ, cô tuổi thân cúi đầu xuống, không biết nên nói gì, làm gì ha ha, mọi người nghe thấy chưa, ngay cả Khương Vi Nhan cũng nói rằng cô ta không có bản lĩnh mà, các người còn muốn làm gì nữa, Khương Mỹ Nghiên đắc thắng chế nhạo, chẳng lẽ dự án hợp tác này để cho một người hoàn toàn không có kinh nghiệm làm việc gì như cô ta phụ trách. Như thế chẳng phải là hủy hoại thanh danh nhà họ Khương chúng ta sao? Đúng đấy, đúng đấy. Một con danh bị đuổi khỏi nhà họ Khương đã 5 năm, có tư cách gì để thay mặt cho nhà họ Khương hợp tác với tập đoàn lợi dân chứ? Bố, bố không thể mềm lòng được, bố đừng có nghe bọn họ nói bậy mà thay đổi ý định. Đúng vậy, chuyện này có liên quan đến tình hình phát triển của nhà họ Khương trong vài năm tới. Sắc mặt Khương Thái Sương trở nên lạnh lùng, lão tức giận hét lên, đủ rồi. Tôi đã quyết định rồi, không ai có thể thay đổi. Ông cụ Khương ra lệnh, toàn bộ phòng họp trở nên yên tĩnh, Từ Phân và Khương Thần hoàn toàn bất lực. Nhưng ngay vào lúc này một giọng nói không mấy thân thiện đột nhiên vang lên. Tiêu Chính Văn ngồi ở bên cạnh Khương Vi Nhan, nghiêm túc nhìn cô đang lo lắng, hỏi: "Vi Nhan, em nghĩ kỹ rồi chứ? Em thực sự không muốn phụ trách lần hợp tác này sao? Chỉ cần em muốn, bất kể là ai cũng không thể cướp." Chương 43: Tôi không đồng ý. Lời này của Tiêu Chính Văn khiến cả phòng họp trở nên im lặng. Bỗng nhiên, Khương Mỹ Nhiên nổi điên, chỉ vào Tiêu Chính Văn cô ta chửi rủa tiêu chính văn anh đến đây làm gì vậy anh lắm mồm lắm miệng nói cái quái gì thế cút ngay cho tôi đây là cuộc họp gia tộc nhà họ khương chúng tôi không đến lượt một người ngoài như anh chỉ tay chỉ chân đúng đồ chó hoang cậu có quyền gì mà lên tiếng ở đây cút ngay tiết mai cùng với con gái bà ta kẻ hát người sướng vẻ mặt lạnh như tiền khương văn kỳ nheo đôi mắt đầy vẻ tức giận ông ta quay đầu nhìn khương học bác trầm giọng nói khương học bác đây là con rể tốt của chú đấy à không biết lớn nhỏ chẳng ra thể thống gì cả lời của ông cụ chính là thánh chỉ các người muốn làm gì tạo phản à khương học bác cũng ngượng ngùng cười ông ta nhíu mày đứng dậy chỉ vào tiêu chính văn rồi tức giận lớn tiếng quát tiêu chính văn đủ rồi đấy đây là cuộc họp gia tộc của nhà họ khương cậu là người ngoài mau cút ra ngoài cho tôi đừng làm tôi mất mặt nữa anh nói linh tinh gì đó từ phân bất mãn đứng lên bà ta kéo người khương học bác nói tôi thấy lần này tiêu chính văn nói đúng đây vốn là dự án hợp tác mà con gái vi nhan của tôi lấy về dựa vào đâu mà gạt nó đi muốn gạt nó cũng được thôi nhưng con trai tôi phải được phép tham gia tốt nhất là cho nó nhận vị trí người phụ trách nếu không tôi sẽ không đồng ý vừa nói từ phân vẫn nắm chặt lấy khương vi nhan nói vi nhan lúc này con đừng có mà lơ mơ con không biết làm con không muốn làm không sao cả nhưng con phải cho em trai con tham gia chứ đúng đấy chị chị không có bản lính cũng không sao tôi có là được chị mau nói đi khương thần cũng lo đến tái mặt không ngừng quanh quẩn bên người khương vi nhan nhưng ở phía bên kia khương mỹ nghiên lại lạnh lùng cười nói ôi trời kỳ lạ thật đấy mẹ kế trở thành mẹ ruột từ khi nào vậy nhỉ hồi đầu các người đã đối xử với Khương Vi Nhan như thế nào, chúng tôi đều thấy rõ. Khương Vi Nhan, cô phải suy nghĩ rõ ràng rồi hắn quyết định đấy nhé. Lúc này Khương Vi Nhan đang ngồi yên, trong lòng hoảng loạn chết đi được, ánh mắt cũng ngơ ngác, điều cô muốn nói cứ như mắc kẹt trong cổ họng, không tài nào nói ra được. Cô thực sự chưa từng thấy một trận chiến như vậy, cô vô cùng sợ hãi. Bỗng nhiên, tiêu chính văn nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy, ớn lạnh của cô, nhìn cô bằng ánh mắt rất dịu dàng. Anh nói, Vi Nhan, hãy tin vào bản thân, em phải sống cho chính mình và cho Nana. Chỉ cần em không muốn, dù họ có làm gì đi chăng nữa, họ cũng không thể cướp lần hợp tác này từ tay em được. Đúng, con không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho Nana chứ. Chỉ khi nhà mình nhận phụ trách lần hợp tác này, chúng ta mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn, các con cũng có thể sống trong một ngôi nhà lớn hơn. Ngoài ra, còn tiền học sau này lúc Nana đi học nữa, con cũng phải nghĩ cách mà kiếm tiền chứ, từ phân ngồi bên cạnh hết lòng khuyên nhủ. Trong lòng Khương Vi Nhan đang rất rối bời, nhưng khi nghĩ đến Nana, nghĩ đến tiêu chính văn ở bên cạnh, trái tim lơ lửng của cô mới từ từ bình tĩnh trở lại. Đúng thế, sống vì chính mình, vì Nana. Khương Vi Nhan cô nếu đã quay trở lại nhà họ Khương, cô phải học cách đấu tranh để tranh giành nhiều quyền lợi hơn thuộc về gia đình nhỏ ba người của cô. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Khương Vi Nhan trở nên rất kiên định, hai tay nhỏ bé nắm chặt vào nhau, hít sâu một hơi, cô đứng dậy nhìn Khương Thái Sương sắc mặt thâm trầm, nói ông ơi, việc hợp tác với tập đoàn lợi dân là họ đã chọn cháu. Vì vậy, cháu không đồng ý đưa toàn bộ dự án hợp tác lần này cho chị Mỹ Nghiên, cháu cũng muốn tham gia ạ. Đúng, đúng, đúng. Các người nghe thấy chưa, con gái của tôi nói muốn tham gia, cả con trai của tôi nữa, từ phân vui mừng, vội vàng nói xen vào. Khương Mỹ Nghiên tức giận đi tới, chỉ vào mũi của Khương Vi Nhan mà mắng, "Khương Vi Nhan, mày điên rồi, mày chả biết cái gì cả, dựa vào đâu mà mày muốn tham gia?" "Em, em có thể học." Khương Vi Nhan nói câu này một cách yếu ớt, trông cô rất khiêm tốn và thiếu tự tin, cơ thể còn lùi về sau một chút. Tuy nhiên, lúc này bỗng có một bàn tay to ấm áp giữ lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Tiêu chính văn rừng rừng đứng dậy, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Mỹ Nghiên, cô phải tôn trọng người phụ nữ của tôi. Còn nữa, tôi nhắc nhở cô, Phi Nhan đã nói rồi, cô ấy muốn tham gia. Nếu ai dám cướp thì lần hợp tác này, các người ai cũng đừng hòng có được. Lộp cộp, Khương Mỹ Nghiên bị ánh nhìn của tiêu chính văn làm cho sợ hãi, cô ta lùi lại vài bước. Thực sự quá đáng sợ. Cái tên tiêu chính văn này, sao khí thế của anh ta có thể lạnh lùng như vậy chứ? Ông nội, ông mau nói đi ạ, à, dự án hợp tác này quan trọng như vậy, sao có thể vì tiện giao cho một người cái gì cũng không biết như Khương Vi Nhan được. Làm thế này, không phải là hủy hoại thanh danh của nhà họ Khương chúng ta sao? Khương Mỹ nhiên kéo cánh tay Khương Thái Sương, làm núng với lão. Khương Thái Sương cũng tối sầm mặt lại sau khi suy nghĩ lợi hại lão lạnh lùng nói được rồi dù sao dự án cũng là do khương vi nhan lấy về nếu nó muốn tham gia thì để nó tham gia đi ông ơi nhưng mà khương mỹ nghiên còn muốn cố nói gì đó nhưng ông cụ khương đã giơ tay cắt ngang tuy nhiên trước đó tôi sẽ đánh giá năng lực của hai người trước mỗi người sẽ viết bản kế hoạch hợp tác của mình sau đó thông qua việc bỏ phiếu kín trong công ty ai nhận được nhiều phiếu bầu nhất sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về lần hợp tác này. Tiêu Chính Văn, Khương Vi Nhan, hai người thấy quyết định của tôi thế nào? Sứt lời, ánh mắt của ba người nhà họ Khương chợt lóe lên vẻ ngỡ ngàng, trên mặt cũng lộ ra ý cười nhàn nhạt. Quyết định này cho thấy rõ ràng ông cụ Khương đang thiên vị Khương Mỹ Nghiên. Gia đình Khương học bác đương nhiên cũng hiểu được ý này, lập tức lên tiếng, bố, bố làm như thế chẳng phải đang thiên vị Khương Mỹ Nghiên sao? Khương Vi Nhan vừa quay lại gia tộc, chuyện gì cũng không biết thì nó có thể viết được bản kế hoạch tốt nào chứ? Đúng thế ạ, à, bố, chuyện này quá khó với Khương Vi Nhan ạ, à. Khương Học Bác không thể chịu đựng được nữa, muốn chiến đấu để giành lấy hợp đồng này. Ngay cả Khương Vi Nhan lúc này cũng không tự tin lắm, dương mắt nhìn sang Tiêu Chính Văn. Nhưng Tiêu Chính Văn lại tiến lên một bước, vẻ mặt thản nhiên, anh đồng ý, được thôi. Cứ làm theo lời ông nói đi cho đến khi tan họp, Từ Phân và Khương Thần vẫn không ngừng của trách Tiêu Chính Văn, mắng hành động của anh quá liều lĩnh. Tôi chịu đủ rồi đấy, tên Tiêu Chính Văn kia đúng là thằng ngốc, đồng ý cái gì thì không đồng ý, lại đi đồng ý chuyện này. Từ Phân vô cùng tức giận, bà ta xỏ giày cao gót rời khỏi phòng họp. Ha ha ha, còn tưởng Tiêu Chính Văn này có bản lĩnh lớn như thế nào, hóa ra cũng là thằng ngốc mà thôi. Đây chẳng phải là tặng hợp đồng này cho gia đình Khương Mỹ Nghiên sao? Ha ha, toàn nói linh tinh, phí hết cả thời gian. Người nhà họ Khương cũng lần lượt rời đi. Phòng họp to chỉ còn lại Khương Vi Nhan, người đầy căng thẳng, lo lắng và Tiêu Chính Văn vẻ mặt đầy thở ơ. Em xin lỗi, Tiêu Chính Văn, là em không tốt. Đều tại em, cái gì cũng không biết. Khương Vi Nhan ngồi yên một chỗ, hai mắt đỏ hoe, cô ôm đầu mái tóc xóa xuống che lấp đi khuôn mặt xinh đẹp, đôi tay nhỏ bé cũng không yên phận ở trên đùi, ngược lại không ngừng vò quần áo. Lúc này, sự tự trách và cảm xúc tủi thân đang dày vò Khương Vi Nhan. Những giọt nước mắt trong vắt như pha lê lăn dài từ đôi mắt trong vắt như mùa thu của cô, kèm theo đó tiếng khóc thút thít, nức nở. Tiêu chính văn bước tới, ôm Khương Vi Nhan vào lòng và an ủi, em phải học cách tin vào bản thân và tin vào anh. Đừng lo, vẫn còn một khoảng thời gian nữa trước khi dự án hợp tác bắt đầu. Trong thời gian này, anh sẽ giúp em hoàn thành bản kế hoạch này. Thật sao, Khương Vi Nhan ngẩng đầu, ngước nhìn Tiêu Chính Văn với bộ dạng suốt mướt. Chương 44, đăng ký kết hôn. Tiêu Chính Văn nở nụ cười đầy cương chiều, ánh mặt trời vừa vặn chiếu rọi xuống một bên mặt của anh, vừa đẹp trai lại vừa ôn nhu. Thật, Tiêu Chính Văn nhẹ nhàng xoa đầu của Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan đột nhiên đỏ mặt, xấu hổ trốn trong vòng tay của Tiêu Chính Văn, cô khóc hu hu, không biết phải nói gì với anh. Một hồi sau cô mới ngồi thẳng người hít một hơi, cô nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của mình, tự cổ vũ bản thân nói, được rồi. Em, Khương Vi Nhan, bắt đầu từ hôm nay, em sẽ cố gắng, nỗ lực hơn, kiên cường hơn. Ngày hôm đó, khi Khương Vi Nhan trở về nhà, cô đã tìm thấy 7, 8 quyển sách tư liệu về công ty nhà họ Khương còn có một số quyển sách dạy cách lập kế hoạch nhìn thấy khương vi nhan không đầu không đuôi đọc sách một hồi lâu cũng không hiểu ra vấn đề gì tiêu chính văn cười bất lực anh chọn lại một số quyển sách rồi đưa cho cô nói em xem mấy quyển này đi khương vi nhan nhướng mày nhìn tiêu chính văn với đôi mắt to nghi hoặc cô hỏi sao anh biết nhiều như vậy chứ chẳng phải anh tham gia quân ngũ sao trong doanh trại quân đội cũng dạy các anh những kiến thức này ạ à? Tiêu Chính Văn nhún vai nói, "Em quên mất rồi à, anh tốt xấu gì cũng từng là thiếu gia của nhà họ Tiêu, anh va chạm với lĩnh vực này nhiều hơn em. 15 tuổi anh đã từng học quản lý công ty, tiếp xúc với nhiều dự án hợp tác khác nhau." Khi đó, bố mẹ anh Nói tới đây, vẻ mặt của Tiêu Chính Văn đột nhiên trở nên lạnh lùng, cảm xúc cũng trở nên đông cứng. Anh nhìn quyển sách trong tay, vẻ mặt có chút cô đơn, anh nói, "Mấy ngày nữa anh muốn đi tảo mộ bố mẹ anh." Khương Vi Nhan lập tức đứng dậy, nói "Em đi với anh, dù thế nào thì họ cũng là bố mẹ chồng của em mà, mặc dù chúng ta vẫn chưa, vẫn chưa kết hôn." Tiêu Chính Văn dường như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên kéo Khương Vi Nhan chạy ra khỏi nhà họ Khương. Nửa giờ sau, Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan bước ra khỏi cục dân chính, họ cầm trên tay tờ giấy đăng ký kết hôn màu đỏ tươi audio điện tử võ tấn bền Tiêu Chính Văn thẳng thừng ôm Khương Vi Nhan ngay tại chỗ, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, mỉm cười, từ nay về sau, em chính là vợ của anh rồi, còn anh chính là chồng của em. Hai mắt Khương Vi Nhan đỏ hoe, nước mắt ứa ra, cô vòng tay ôm lấy cổ Tiêu Chính Văn, ừm một tiếng, khuôn mặt cô nở nụ cười thật hạnh phúc, cầm tờ giấy kết hôn trong tay, cô được Tiêu Chính Văn ôm vào lòng quay vòng vòng. Khoảnh khắc ấy ngày hôm ấy thuộc về mối tình lãng mạn giữa khương vi nhan và tiêu chính văn tuy rằng rất qua loa sơ sài nhưng trong lòng hai người đều ngầm hiểu khi họ trở lại sân nhỏ của nhà họ khương khương vi nhan vẫn quyến luyến không rời mà cầm trên tay tờ giấy kết hôn ôi trời hai người đi đâu vậy tôi tìm mãi từ phân đột nhiên lao ra từ trong nhà gương mặt bà ta tràn đầy vẻ sốt ruột mà nói phía sau bà ta còn có khương thần sắc mặt cũng rất u ám mẹ sao mẹ với em lại tới đây khương vi nhan căng thẳng vội vàng giấu tờ giấy đăng ký kết hôn ra sau lưng gượng cười từ phân vốn dĩ muốn nói gì đó nhưng bà ta lại để ý động tác giấu giếm của khương vi nhan bà ta chỉ về phía sau hỏi cô đang giấu cái gì vậy lấy ra đây cho tôi xem không 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 có gì ạ à. khương vi nhan còn muốn trốn nhưng đã bị từ phân giật lấy ngay lập tức từ phân khóc lóc om sòm, bà ta kêu trời kêu đất, hét lớn, giấy đăng ký kết hôn. Cô dám đi đăng ký kết hôn với Tiêu Chính Văn, trời ơi, Khương Vi Nhan, não cô bị úng nước à, cô dám đi đăng ký kết hôn với thằng chó hoang này. Trong lòng Khương Vi Nhan cũng rất căng thẳng và sợ hãi, cô giải thích mẹ, con, con yêu Tiêu Chính Văn, vả lại, anh ấy là bố của Nana. Yêu cái gì mà yêu, Cô với cậu ta mới quen nhau được bao lâu chứ? Nếu không phải 5 năm trước cậu ta say xỉn rồi làm nhục cô, cô đã được làm phu nhân nhà giàu từ lâu rồi. Là cậu ta hủy hoại cuộc đời của cô, cô có biết không? Cô thế mà còn đi đăng ký kết hôn với cậu ta. Đúng là tức chết tôi mà. Mau ly hôn đi, từ phân hết lên, giơ tay kéo Khương Vi Nhan ra ngoài. Nhưng lúc này tiêu chính văn giơ tay ra giữ cánh tay của từ phân, sắc mặt anh lạnh lùng, nói xin bà hãy tự trọng suốt lời anh choàng tay qua bờ vai yếu ớt của khương vi nhan nói kể từ hôm nay cô ấy khương vi nhan chính là vợ của tiêu chính văn của tôi là người tôi sẽ bảo vệ suốt đời này cho dù các người có nói gì đi nữa tôi cũng sẽ không ly hôn với cô ấy hơn nữa tôi cảnh cáo bà sau này lúc bà nói chuyện với khương vi nhan bà phải tôn trọng cô ấy từ phân tức điên lên được từ trước đến nay bà ta chưa bao giờ tức giận nhưng hôm nay suýt chút nữa đã bị tiêu chính văn làm cho tức chết mày đang nói cái gì thế mày là cái thá gì khương vi nhan là con gái của tao tuy rằng không phải ruột thịt nhưng về mặt pháp luật tao vẫn là mẹ của nó tao không đồng ý việc mày và nó đi đăng ký kết hôn kiên quyết không đồng ý từ phân bực tới nỗi thở hổn hển bà ta còn muốn giới thiệu một vài thiếu gia nhà giàu hoặc ông chủ doanh nghiệp cho khương vi nhan xét cho cùng nhan sắc của khương vi nhan ở tu hà này vẫn là đẹp nhất dù cô có một đứa con nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cô gả cho một người đàn ông giàu có ở tu hà có bao nhiêu người đàn ông kim cương độc thân bị hiếm muộn chứ có con càng tốt tiêu chính văn không thèm để ý đến bà ta thẳng thừng kéo khương vi nhan đi ngang qua tử phân từ phân lúc này rất sốt ruột, lập tức đuổi theo gào lên, mày, 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 mày quá láo sược rồi đấy. Tao là chủ của cái nhà này, tao muốn hai đứa chúng mày cút đi thì ngay lập tức chúng mày phải cuốn gói cút ra khỏi chỗ này. ầm uhm. đột nhiên, tiêu chính văn dừng bước, bỗng có một luồng ám khí và cơn thịnh nộ dâng lên cuồn cuộn trong người anh. Từ phân đi theo hai người họ tới đây, suýt nữa không theo kịp. Vậy thì tôi phải nhắc nhở bà, nếu bà đuổi chúng tôi ra ngoài, thằng con trai giỏi giang của bà hoàn toàn không có cơ hội tham gia dự án hợp tác với tập đoàn Lợi dân đâu." Tiêu Chính văn lạnh lùng quay đầu đáp. Từ Phân đột nhiên sững sờ, nhất thời không biết nên nói cái gì. Khương Thần lập tức chạy tới, kéo mẹ mình, cậu ta cười ngượng ngùng, nói: "Anh rể, đừng nóng giật, mẹ tôi chỉ là đang sốt ruột quá. Lần này chúng tôi đến đây để xem chị gái tôi chuẩn bị như thế nào rồi." Dứt lời, Khương Thần còn lấy ra vài hộp quà từ bên cạnh, nói anh nhìn xem, mẹ tôi còn đặc biệt mua thuốc bổ cho chị này. Chẳng phải mẹ tôi cũng rất quan tâm đến sức khỏe của chị gái tôi sao? Ha ha, Tiêu Chính Văn chế nhạo nói, hai người quan tâm đến sức khỏe của Vi Nhan sao? Tôi lại thấy hai người có dụng ý khác đấy, cầm hộp quà này của hai người cút ra ngoài. Này, Tiêu Chính Văn, anh nói chuyện kiểu gì đấy? Mẹ tôi có lòng mang quà tới thăm hai người anh đừng có mà không biết tốt xấu đấy nhé, Khương Thần cũng tức giận nói. Bản thân cậu ta phải cố gắng lắm mới hạ mình, buông bỏ thể diện để tới đây lấy lòng bọn họ, bọn họ còn không cảm kích. Còn không đi nữa là tôi ném hai người ra ngoài đấy. Tiêu chính văn cũng không khách khí, thân hình rắn giỏi bước tới, Khương Thần sợ đến mức vội vàng cầm hộp quà rồi cùng từ phân chạy đi. Tiêu chính văn, anh đừng có tự cao tự đại, đợi sau này, tôi cho anh biết tay. Trước khi đi, Khương Thần còn nói một lời cay nghiệt. Tiêu Chính Văn lắc đầu bất lực, quay đầu lại thấy Khương Vi Nhan đang nhìn mình với vẻ ngưỡng mộ. "Làm sao vậy? Trên mặt anh có cái gì hả?" Tiêu Chính Văn sờ sờ mặt mình hỏi. Khương Vi Nhan lắc đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười, nói "Cảm ơn anh." Tiêu Chính Văn mỉm cười, nói "Em là vợ của anh, anh sẽ không để người ta bắt nạt em đâu." Chương 45, tại sao lại là cô ta? khương vi nhan xấu hổ cúi đầu xuống trong lòng thẹn thùng như một chú nai tơ lúc này nana ở bên cạnh che cái miệng nhỏ nhắn của mình lại nheo mắt cười khúc khích ố ô, ô mẹ mắc cỡ rồi mẹ mắc cỡ rồi khương vi nhan nghe vậy liền đuổi theo giả bộ tức giận nói nana con nói linh gì thế mẹ đánh cái mông nhỏ này á à, bố ơi mẹ muốn đánh con nana chạy tới nhào vào lòng tiêu chính văn Khương Vi Nhan chừng mắt nhìn anh, nói anh cứ chiều hư con bé đi. Tiêu chính văn nhíu mày, cùng Nana làm mặt quỷ với Khương Vi Nhan, nói con gái của anh, anh cứ chiều đấy, làm sao nào. Lúc này, Khương Thần và Từ Phân rời khỏi sân sau. Bọn họ tức giận ném tất cả hộp quà trên tay xuống đất, hét lớn, mẹ. Mẹ nhìn xem cái tên tiêu chính văn đó, quá ngạo mạn. Anh ta là cái thá gì chứ, lại dám nói với chúng ta những lời đó tức chết mất thôi. Sắc mặt từ phân lạnh lùng, nói, được rồi, được rồi, bớt nói vài câu, nếu như không phải vì sự hợp tác với tập đoàn lợi dân, mẹ còn lâu mới thèm đến cái nơi rách nát này của bọn chúng. Mấy ngày này, ngày nào con cũng tới đây xem, cho đến khi cô ta có viết được ra bản kế hoạch thì mới thôi. Khương thần cũng gật đầu, thở dài một hơi, nói chỉ đành mặc cho số phận vậy. Thoát cái, bốn ngày đã trôi qua. Ở phòng họp ở công ty nhà họ Khương đang tiến hành một cuộc biểu quyết về hai bản kế hoạch. Hai bản kế hoạch này đều được ẩn danh, vì vậy hơn 30 vị giám đốc và tổng giám đốc và thành viên hội đồng quản trị của các công ty tham gia biểu quyết lần này đều không biết ai là người viết hai bản kế hoạch này. Bởi vì tiêu chính Văn không phải là người nhà họ Khương, đương nhiên anh không thể vào tham gia họp được, vì vậy anh chỉ có thể yên lặng ngồi bên ngoài chờ đợi. Khương Mỹ Nghiên và Khương Vi Na ngoan ngoãn ngồi sang một bên, chờ đợi kết quả bỏ phiếu của bọn họ. Chỉ là, Khương Mỹ Nghiên khoanh hai tay trước ngực, vắt chéo chân, dáng vẻ rất ngạo mạn tự tin, còn Khương Vi Nhan thì khá lo lắng bất an, trong mắt hiện lên vẻ căng thẳng. Hừ, Khương Vi Nhan, đừng nằm mơ nữa. Kế hoạch của tôi nhất định sẽ thắng. Trong vòng 4 ngày thì cô có thể nghĩ ra kế hoạch tốt nào được chứ? Tôi khuyên cô, mau chóng quay về đi để lát nữa đỡ mất mặt trước bao nhiêu người. Khương Mỹ nghiêng liếc nhìn Khương Vi Nhan bằng ánh mắt khinh thường. Đúng vậy, đúng vậy. Cút sớm đi. Một kẻ vô dụng thì có thể viết được cái gì chứ? Tiết Mai đứng bên cạnh con gái mình, khuôn mặt đắc ý vô cùng, biểu cảm mỉa mai diễu cợt. Những người khác của nhà họ Khương có mặt ở đây cũng tràn đầy tự tin, bởi vì bọn họ đã có mục tiêu để bỏ phiếu. Trong số hai bản kế hoạch này. Có một bản kế hoạch viết rất tốt, còn bản kế hoạch kia vô cùng ấu trí, hơn nữa nó được viết ra một cách rất vội vàng. Không cần nghĩ cũng biết, kế hoạch đó chắc chắn là do con ả chết tiệt Khương Vi Nhan vội vàng viết ra. Ha ha, có kết quả rồi, đặt hai bản kế hoạch này ở cạnh nhau đúng là khác xa một trời một vực. Đúng vậy, cũng không biết sao kẻ vô dụng đó cứ ngồi khư khư ở đây làm gì nữa. Trước sự chế giễu và coi thường của các tầng lớp cấp cao trong công ty, Khương Vi Nhan cũng không dám trả lời, im lặng không nói chuyện, bởi vì cô không được đọc mục tiêu của đề án, vì vậy, trong lòng cô luôn cảm thấy bản kế hoạch mà mình viết ra rất kém cỏi. Hôm nay cô còn đặc biệt trang điểm tinh xảo, khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn, lông mày lá liễu, khoác lên mình chiếc váy trắng tinh tế cùng với đôi giày cao gót màu đen, yểu điệu thục nữ, yên lặng ngồi ở đó, giống như một nàng tiên tuy nhiên cô đang rất lo lắng và sợ hãi gia đình ba người khương học bác ngồi ở một bên vẻ mặt của bọn họ cũng vô cùng u ám bản kế hoạch mà vừa rồi bọn họ xem quả thực là kém hơn rất nhiều vì vậy bọn họ đã không còn hy vọng gì nữa rồi trong lòng từ phân và khương thần căm hận khương vi nhan vô cùng quả nhiên vô dụng thì vẫn là vô dụng được rồi hai bản kế hoạch này chúng ta đều đã xem qua rồi Ừm, đều rất tốt, bây giờ bắt đầu biểu quyết thôi. Khương Thái Sương ngồi trên ghế chủ tịch, nhẹ nhàng nói. Khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, trong lòng Khương Vi Nhan đánh chống liên hồi, còn Khương Mỹ Nghiên thì nở nụ cười đắc ý. Cuối cùng cũng có kết quả rồi. Bản kế hoạch đầu tiên đã giành được 80% phiếu bầu của công ty, một khoảng cách rất lớn. Được rồi, bây giờ tôi tuyên bố, bản kế hoạch chiến thắng là của của Khương Thái Sương cầm tờ kết quả trong tay thư ký, khóe miệng khẽ nhếch lên. Không cần nói cũng biết, nhất định là Khương Mỹ Nghiên. Dù sao Khương Mỹ Nghiên cũng đã làm việc trong công ty vài năm rồi, có kinh nghiệm, thực lực cũng khá ổn. Khương Mỹ Nghiên cũng chuẩn bị tư thế đứng dậy, trên khuôn mặt nở nụ cười đắc thắng, như thể tiếp theo đây tên cô ta nhất định sẽ được đọc lên, biểu cảm vô cùng tự tin. Nhìn thấy chưa, người chiến thắng nhất định là tôi, Khương Vi Nhan đắc ý liếc về phía Khương Vi Nhan ở bên cạnh đang vô cùng lo lắng. Người chiến thắng là Khương Vi Nhan. Khi Khương Thái Sương đọc cái tên này lên, tất cả mọi người đều sửng sốt. Lão nhìn danh sách trong tay bằng ánh mắt đầy hoài nghi, sau đó xác nhận lại một lần nữa với thư ký ở bên cạnh, cuối cùng thư ký bất lực gật đầu xác nhận. Xì sao? Toàn bộ những người có mặt trong phòng họp đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hít sâu một hơi. Gì cơ, Khương Vi Nhan, sao lại là cô ta? Không thể nào, chuyện quái gì đang xảy ra thế nào? Bản kế hoạch của Khương Vi Nhan lại thắng sao? Có phải có gì đó mở ám không? Khương Vi Nhan này có hiểu cái gì đâu, sao bản kế hoạch của cô ta lại thắng Khương Mỹ Nhiên được? Mọi người không ngừng bàn tán xôn xao, ai nấy cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Khương Mỹ Nhiên cũng vô cùng kinh ngạc, lập tức lao tới, hét lớn, không thể nào, Nhất định là nhầm rồi, tôi muốn xem chữ ký trên bản kế hoạch. Sau đó, cô ta vội vàng chạy về phía chiếc máy tính ở bên cạnh, mở hai bản kế hoạch, bấm vào xem chữ ký ở đằng sau. Khi nhìn thấy tên của Khương Vi Nhan ở đằng sau bản kế hoạch được 80% số cổ đông lựa chọn, Khương Mỹ Nghiên hoàn toàn chết lặng. Người nhà họ Khương nhìn thấy chữ ký ở đằng sau bản kế hoạch mà bọn họ đã bỏ phiếu, chính là của Khương Vi Nhan. Khoảnh khắc đó tất cả đều ngây người ra ông nội chuyện này không thể nào nhất định là có sai sót gì rồi khương vi nhan cô ta chẳng hiểu cái quái gì làm sao có thể viết ra được bản kế hoạch tốt được cháu đề nghị bỏ phiếu lại khương mỹ nhiên lo lắng đứng ở bên cạnh khương thái sương nũng nịu sắc mặt khương thái sương cũng vô cùng khó coi tức giận đứng dậy gõ mạnh chiếc nạng xuống đất nói hừ cháu đã làm ở công ty năm sáu năm nay rồi mà lại còn thua Khương Vi Nhan chẳng biết gì. Ông thật sự thất vọng về cháu. Nói xong, Khương Thái Sương xoay người rời khỏi phòng họp. Khương Mỹ Nhiên đuổi theo sau, bị thư ký thẳng tay đẩy ra. Những người còn lại của nhà họ Khương cũng lần lượt lắc đầu, biểu cảm đáng tiếc, bất lực rời khỏi phòng họp. Không ngờ đấy, thì ra Khương Mỹ Nhiên lại kém cỏi như vậy, bản kế hoạch đó loạn cào cào cả lên. Ai nói không phải chứ, tôi còn tưởng rằng bản kế hoạch nát tươm ấy là do Khương Vi Nhan viết cơ, ai mà ngờ được, hai. Nghe thấy mọi người xì xào bàn tán, Khương Mỹ nghiên cay đắng siết chặt nắm đấm, nước mắt lan dài, ánh mắt phẫn nộ nhìn Khương Vi Nhan vẫn đang ngây ngẩn ngồi trong góc. Khoảnh khắc đó, lòng hận thù của Khương Mỹ nghiên đã đạt đến cực điểm. Cô ta liều mạng chạy trên đôi giày cao gót, tiếng giày kêu vang trên nền đất, Cô ta xông về phía Khương Vi Nhan đang được Khương Thần và Từ Phân súm lại nịnh nọt, gầm lên, "Khương Vi Nhan." Bốp, cô ta đẩy Khương Thần và Từ Phân sang một bên, giơ tay lên thành hình một vòng cung lớn, dùng lực tát mạnh vào mặt Khương Vi Nhan đang chuẩn bị đứng dậy. Chương 46: Giận dữ. Á, à. Từ Phân sợ hãi, vội vàng che miệng lại, trợn trừng mắt, không dám tin cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt mình khương thần cũng sợ hãi trốn sang một bên con người đảo quanh một vòng trên mặt khương vi nhan lập tức xuất hiện năm dấu tay hằn đỏ nhìn thấy mà phát hoảng cô choáng váng vì cái tát vừa rồi cô ngồi ngây ra đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra những giọt nước mắt uất ức lăn dài trên gò má chị mỹ nghiên em đã làm sai chuyện gì khương vi nhan oan ức ôm chặt gò má ửng đỏ của mình thân thể khẽ run lên khương mỹ nghiên nghiến răng nghiến lợi cao mày, phẫn nộ hét lớn, dựa vào đâu? Mày dựa vào đâu mà dám cướp hợp đồng của tao? Con đàn bà đê tiện như mày có tư cách gì mà xuất hiện ở đây? Nói xong, Khương Mỹ nghiên lại giơ tay lên, định tát thêm cái nữa. Nhưng lần này cô ta không được như ý muốn. Bởi vì cánh tay cô ta vừa dơ lên không trung đã bị một bàn tay rắn chắc mạnh mẽ giữ chặt lấy. Tiêu chính văn không biết đã xuất hiện sau lưng cô ta từ lúc nào, khi anh nhìn thấy năm dấu tay hằn đỏ trên khuôn mặt khương vi nhan cả người anh bừng lên ngọn lửa giật khương mỹ nhiên tôi đã từng nói không ai được phép bắt nạt khương vi nhan cô chán sống rồi đúng không tiêu chính văn lạnh lùng nói ánh mắt trở nên đáng sợ như một vị sát thần khương mỹ nhiên quay đầu lại giấy dụa muốn rút cánh tay của mình ra khỏi tay của tiêu chính văn gào lên tiêu chính văn anh là cái thá gì ba lần bảy lượt phá hỏng chuyện tốt của tôi. Đây là nhà họ Khương, không phải nhà họ Tiêu đã chết thành cho của anh. Anh buông tay ra cho tôi. Hôm nay tôi phải đánh chết con ả ti tiện này. Bốp! Tiêu chính văn giơ tay, tát mạnh một cái vào mặt Khương Mỹ Nghiên, khiến cô ta loạn choạng vài bước rồi ngã phịch xuống đất. Khoảnh khắc đó, Khương Mỹ Nghiên ngồi bệt dưới đất, ôm lấy gò má xương tấy của mình, toàn thân như chết lặng. Sau một lúc, cô ta hung hăng chừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn, giống lên Tiêu Chính Văn. Anh, anh dám đánh tôi, anh có biết đây là đâu không? Anh dám đánh tôi, hai người các người lập tức cút ra khỏi nhà họ Khương cho tôi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn chầm chầm vào Khương Mỹ Nghiên như đang phát điên lên, nói từng câu từng chữ tôi không chỉ dám đánh cô, mà bây giờ tôi còn dám giết cô đấy. Bùm! Những lời này giống như sấm sét giáng xuống thế gian, đập thẳng vào trái tim của Khương Mỹ Nghiên. Khoảnh khắc đó, cô ta nhìn Tiêu Chính Văn bước từng bước về phía mình, giống như nhìn thấy cái chết sắp ập đến. Thật là một luồng sát khí đáng sợ. "Anh, anh muốn làm gì? Anh đừng có qua đây. Tôi là Khương Mỹ Nghiên đấy. Tôi là đứa cháu gái được ông nội yêu thương nhất. Anh dám ra tay với tôi, cả anh và Khương Vi Nhan đều sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu." Khương Mỹ Nghiên lúc này mới biết sợ hai chân không ngừng đạp về phía sau. Khương Vi Nhan đột nhiên phản ứng lại, xông tới, kéo cánh tay tiêu chiến, người đang bừng bừng lửa giận, liều mạng lắc đầu, nói tiêu chính văn, đừng mà, em không sao, em và chị Mỹ Nghiên chỉ là có chút hiểu lầm nhỏ thôi, anh đừng làm vậy mà. Tiêu chính văn dừng lại, quay đầu nhìn Khương Vi Nhan nhỏ bé đáng thương bên cạnh mình, khoảnh khắc này, cơn tức giận trong lòng anh cũng được áp chế lại. Anh là chủ soái Bắc Lương, chỉ cần một câu nói là cả cái nhà họ Khương này có thể bị tiêu diệt nhưng anh không thể làm như vậy bởi vì anh còn có Khương Vi Nhan còn có Nana bọn họ có quan hệ huyết thống với nhà họ Khương đặc biệt là Khương Vi Nhan tình cảm cô dành cho nhà họ Khương vô cùng sâu sắc Tiêu Chính Văn thở dài căm phẫn nhìn Khương Mỹ Nhiên đang sợ chết khiếp ngồi bệt trên đất sau đó anh liền kéo Khương Vi Nhan ra khỏi phòng họp tiêu chính văn đưa khương vi nhan đến một phòng khám nhỏ ở đầu đường để kiểm tra vết thương trên mặt cũng may không có vấn đề gì lớn chỉ cần trường đá một chút là được em xin lỗi tiêu chính văn em làm anh thất vọng rồi khương vi nhan cúi gằm đầu ngồi trên đầu giường nước mắt lan dài trên gò má trong lòng cô vẫn cảm thấy rất ấm ức chỉ là có rất nhiều điều cô không muốn nói ra mà thôi tiêu chính văn sờ đầu cô nói không sao đâu sau này không ai được phép bắt nạt em nữa anh sẽ luôn ở bên cạnh em khương vi nhan gật đầu sau đó lau nước mắt trên khóe mắt vui vẻ nói đúng rồi tiêu chính văn à kế hoạch của em được thông qua rồi cảm ơn anh mấy ngày vừa rồi luôn ở bên cạnh em bất kể ngày đêm giúp em hoàn thành bản kế hoạch này nếu như không có anh có lẽ em chẳng làm được gì cả tiêu chính văn cười nói đâu có liên quan gì đến anh đều là thành quả cho sự nỗ lực của em đấy hai người nhìn nhau cười ở chỗ khương mỹ nghiên bố bố xem xem đây là do tên tiêu chính văn đó đánh đấy chuyện này con sẽ không bỏ qua đâu khương mỹ nghiên tức giận đùng đùng nằm dấu tay vẫn còn đó cả khuôn mặt sưng tấy sắc mặt khương văn kỳ u ám vẫn nộ đập bàn hét lớn cái thằng nhãi tiêu chính văn đó đúng là quá quát đây là nhà họ khương nó lại dám đánh con gái của bố mỹ nghiên đi với bố chúng ta đi tìm ông nội. Bố không tin là không chỉ được cái thằng nhãi ngông cuồng này. Bố, còn chuyện hợp tác thì sao? Chúng ta cứ nhận thua như vậy à? Khương Mỹ nghiên hỏi. Khương Văn Kỳ cười một cách lạnh lùng, còn yên tâm, bố đã có tính toán rồi. Ngay sau đó, Khương Văn Kỳ dắt Khương Mỹ Nghiên đã cố ý trang điểm thành bộ dạng bị đánh rất tả tơi đến phòng của Khương Thái Sương. Bố, bố nhìn xem, đây là do bị tiêu chính văn đánh thật quá quát tên tiêu chính văn đấy là cái thá gì chứ lại dám cả gan đánh mỹ nhiên của nhà họ khương chúng ta bây giờ nếu như để khương vi nhan lấy được hợp tác lần này trở thành người có địa vị trong công ty vậy sau này không phải tên tiêu chính văn đó sẽ cưới lên đầu lên cổ cả nhà chúng ta sao khương văn kỳ tức giận phàn nàn với khương thái sương đang uống trà thể hiện tiếng lòng của mình toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho nhà họ khương hu 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 ông nội ông nhìn cháu này tên tiêu chính văn đó đúng là điên rồi cháu vừa mới bàn bạc vài câu với em vi nhan anh ta liền xông tới đánh cháu ông nội ông nhất định phải làm chủ cho cháu nếu không mỹ nghiên không thiết sống nữa khương mỹ nghiên quỳ xuống trước mặt ông cụ khóc lóc than thở diễn xuất cứ phải gọi là đỉnh cao bụp ông cụ khương tức giận hất chén trà trên bàn xuống sắc mặt lạnh lùng lửa giận cháy bừng bừng trong mắt nói lẽ nào lại có lý đó thật không coi ai ra gì tên tiêu chính văn này đúng là coi trời bằng vung đúng vậy bố à sự hợp tác lần này không thể giao cho khương vi nhan được nếu như con bé đó nắm được quyền lực trong công ty thằng nhãi tiêu chính văn nhất định sẽ lợi dụng cơ hội này biến nhà họ khương chúng ta thành nhà họ tiêu của nó bố bố phải nghĩ cho thật kỹ khương văn kỳ được đà nói tiếp khương thái sương nghe xong trong lòng đột nhiên hoảng sợ. Ngay lập tức, lão đứng dậy, lạnh lùng nói, hừ. Thằng nhãi tiêu chính văn đó vẫn chưa đủ tư cách cưỡi lên đầu nhà họ Khương chúng ta. Đứng lên, đi cùng ông đến chỗ Khương Vi Nhan, lấy lại hợp đồng hợp tác. Nói xong, ông cụ Khương dắt Khương Văn Kỳ và Khương Mỹ Nghiên xông tới căn phòng nhỏ nơi tiêu chính văn và Khương Vi Nhan đang ở. Mà lúc này, sau khi tiêu chính văn đưa Khương Vi Nhan từ phòng khám trở về căn phòng nhỏ, anh liền bế Nana na đi ra ngoài mua đồ ăn ngon, chỉ còn một mình Khương Vi Nhan ở nhà, tiếp tục sắp xếp tài liệu và cải thiện bản kế hoạch. Bụp! Đúng lúc này, cửa phòng bị đạp ra một cách mạnh bạo, Khương Thái Sương chống gậy, vẻ mặt hung dữ, dắt Khương Văn Kỳ và Khương Mỹ Nghiên xông thẳng vào. Ông nội, bác, chị Mỹ Nghiên, sao mọi người lại tới đây vậy? Khương Vi Nhan sợ hãi, vội vàng đứng lên, dọn dẹp phòng. Tuy nhiên, Khương Mỹ Nghiên xông tới trên đôi giày cao gót, phát ra âm thanh, cộp cộp cộp, hất hết đống tài liệu trong tay cô xuống, sau đó giơ tay lên, tát, bốp, một cái vào mặt Khương Vi Nhan, phẫn nộ hét lên, tao đã nói rồi. Tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. chương 47, tiêu chính văn nổi giận. Khương Vi Nhan bị cái tát đột ngột này làm choáng váng, nước mắt cô trào ra ngay lập tức. Đây là cái tát thứ hai mà cô phải chịu hôm nay. Cô không hiểu, hoàn toàn không hiểu tại sao người nhà họ Khương lại oán hận bản thân cô nhiều như vậy, tại sao tất cả bọn họ lại đối xử với cô như vậy? Khương Thái Sương cũng chống gậy lạnh lùng bước vào, tức giận nói: Tiêu Chính Văn đâu? Khương Vi Nhan đứng sang một bên, ủ rũ cúi đầu, lau nước mắt, nói: Anh ấy và Nana đi ra ngoài rồi, ông nội, ông ngồi đi ạ. À. Ngay cả sau khi nhận cái tát của Khương Mỹ Nghiên, khương vi nhan cũng không quên lấy chiếc ghế bên cạnh lại cho ông cụ khương vì cô biết rằng ông cụ khương đi đứng rất khó khăn khương thái sương nghe thấy vậy thì cau mày lạnh lùng khịt mũi nói không cần tôi đến đây để nói cho cô biết lần hợp tác này cô không cần phụ trách nữa để khương mỹ nghiên toàn quyền quản lý nghe vậy trong lòng khương vi nhan đột nhiên nặng chiếu nói ông nội nhưng chẳng phải kế hoạch của cháu đã được thông qua rồi sao cô không thể tin rằng ông nội đến đây để lần nữa lấy đi dự án hợp tác này từ tay cô khoảnh khắc đó cô thực sự không hiểu tại sao người ông trước đây vẫn luôn yêu thương cô lại trở nên lạnh lùng và xa lạ như vậy hừ làm sao cô còn dám phản bác quyết định của tôi sao khương thái sương tức giận nói khương vi nhan sợ hãi đầu óc như muốn nổ tung thật lâu sau cô mới trả lời vi nhan xin nghe theo sự sắp xếp của ông nội vào lúc đó Nước mắt từ khóe mắt của Khương Vi Nhan không ngừng lăn dài trên má. "Hừ, Khương Vi Nhan, tôi đã nói rồi, cô không phải là đối thủ của tôi. Nhà họ Khương không bao giờ có chỗ dành cho cô đâu." Trước khi bỏ đi, Khương Mỹ Nghiên còn khiêu khích nói. Khi mọi người rời đi, cả người Khương Vi Nhan run rẩy ngã xuống đất, cô ôm đầu gối đau đớn bật khóc. Cô đã chuẩn bị 4 ngày, nỗ lực học hành chăm chỉ, mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng nhưng đổi lại là kết quả như vậy khương vi nhan không cam tâm vi nhan bố con anh về rồi đây mẹ ơi nana về rồi mẹ xem nana đã mang về cho mẹ nhiều đồ ăn ngon lắm tiêu chính văn đang ôm nana đứng ở cửa khi nhìn thấy khương vi nhan ngồi trong sân ôm gối khóc tim anh như bị ai đó bóp nghẹt khương vi nhan ngẩng đầu lên gương mặt đẫm lệ cô ngồi trên nền đất lạnh lẽo gió thổi tóc cô dối tung Cô nhìn thấy Tiêu Chính Văn từ xa, bật khóc, Tiêu Chính Văn, ông nội đã lấy dự án hợp tác đi rồi, hu hu hu, là em vô dụng, em xin lỗi, xin lỗi anh, đều tại em. Khoảnh khắc đó, Khương Vi Nhan quá đau lòng, quá bất lực và uất ức. Tiêu Chính Văn đặt Nana xuống, Nana chạy đến chỗ Khương Vi Nhan, ôm cô vào lòng, lau nước mắt cho cô, nói: "Mẹ, đừng khóc, mẹ vẫn còn Nana, hu hu hu, mẹ đừng khóc nữa." Tiêu chính văn không nói gì, ánh mắt anh lạnh lùng đến đáng sợ, anh chỉ bỏ lại một câu, đừng lo lắng, anh đòi về cho em. Sau đó, tiêu chính văn quay người rời đi. Anh vừa ra khỏi cửa, những tầng mây phía chân trời nhanh chóng biến thành màu đen, như thể báo hiệu sự xuất hiện của thần chết. Cơn phẫn nộ và vẻ rét lạnh của tiêu chính văn như sông thẳng lên trời cao, hoàn toàn bùng nổ. Nhà họ Khương chết tiệt làm cho khương vi nhan buồn hết lần này đến lần khác làm cho khương vi nhan khóc hết lần này đến lần khác tất cả người nhà họ khương đều đáng chết ầm uhm, gia đình ba người khương văn kỳ đang ăn mừng vì lấy được sự hợp tác vào lúc này cửa biệt thự đột nhiên bị đá tung ra tiêu chính văn kiêu hãnh đứng ở cửa ánh sáng trói mắt phía sau khiến anh giống như một vị thần giáng thế khương văn kỳ Khương Mỹ Nhiên, Tiêu Chính Văn giống lên khiến cả biệt thự như rung chuyển. Khương Văn Kỳ đang ngồi ở trên sofa lúc này mới phản ứng kịp, giận dữ hét lên: Tiêu Chính Văn, cậu định làm gì? Đây là nhà của tôi, cậu. Tuy nhiên, đáp lại lời của Khương Văn Kỳ chính là một cú đá của Tiêu Chính Văn. ầm, um, cú đá này có lực rất mạnh, trực tiếp đá văng Khương Văn Kỳ đang ngồi trên ghế sofa và cả chiếc ghế sofa lăn xuống đất. Ôi, Khương Văn Kỳ kêu lên một tiếng thảm thiết, ông ta ngã xuống đất, ôm bụng, sắc mặt đỏ bừng. Khương Mỹ Nhiên lúc này chết sững ở một bên, nhìn thấy cảnh này thì điên cuồng gào thét Tiêu Chính Văn. Anh điên rồi, bớ người ta, giết người rồi. Nhưng, bốp, Tiêu Chính Văn xoay người, tức giận tát vào mặt Khương Mỹ Nhiên một cái tát, khiến cô ta bay ra xa hai, ba mét rồi va vào bàn ăn, khóe miệng bật máu còn tiết mai thì đã ngất lịm đi vì quá sợ hãi cộp 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 ngay khoảnh khắc này trong mắt khương văn kỳ và khương mỹ nhiên tiêu chính văn giống như thần chết từng bước đi về phía hai người bọn họ a à, a à, tiêu chính văn cậu điên rồi đừng tới đây đây là nhà họ khương cậu dám động tay động chân ở đây có nghĩ đến khương vi nhan và na na chưa khương văn kỳ ôm bụng không ngừng rẫy ruộng trên mặt đất cố gắng đứng dậy Khương Mỹ nghiên sợ đến mức không nói được lời nào, cả người run rẩy. Tiêu chính văn lạnh lùng nói, các người, ngàn vạn lần không nên làm tổn thương Khương Vi Nhan hết lần này tới lần khác. Sứt lời, tiêu chính văn giơ chân lên, vừa định tung ra một cú đá. Nhưng có hàng chục vệ sĩ của nhà họ Khương đã nhanh chóng lao vào. Họ xông vào, trên tay còn cầm côn, bao vây tiêu chính văn lại. Khương Văn Kỳ và Khương Mỹ Nhiên cũng nhân cơ hội đứng dậy, nấp sau đám vệ sĩ, hét lên một cách cuồng loạn: "Đánh nó cho tôi! Đánh chết con chó hoang kia cho tôi!" Trong tích tắc, mười mấy vệ sĩ lao về phía Tiêu Chính Văn. Thế nhưng, Tiêu Chính Văn nhíu mày, thẳng thừng ra tay. Rầm rầm rầm. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, cả chục vệ sĩ này đều ngã xuống đất. Nhìn thấy cảnh này, Khương Văn Kỳ vô cùng kinh hãi võ công của tiêu chính văn quá kinh người. Bây giờ, đến lượt các người, tiêu chính văn nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nói. Tuy nhiên, một tiếng hét đầy giận dữ vang lên ngoài cửa, dừng lại. Khương Thái Sương cùng một đám vệ sĩ của nhà họ Khương xông vào, lão liếc nhìn đám vệ sĩ nằm trên mặt đất, tức giận nói tiêu chính văn. Cậu muốn làm gì, đây là nhà họ Khương, không phải nhà họ tiêu của cậu. Cậu đúng là coi trời bằng vung mà. Tiêu chính văn chế nhạo nói, nhà họ Khương sao? Ha ha, ông cụ Khương, tôi muốn hỏi ông, kế hoạch của Khương Vi Nhan rõ ràng đã được thông qua rồi, tại sao các người lại ăn cướp mất lần hợp tác này của cô ấy? Khương Thái Sương hừ lạnh một tiếng nói, đây là chuyện của nhà họ Khương chúng tôi, liên quan gì đến cậu? Cậu chẳng qua chỉ là một con chó hoang được nhà họ Khương chúng tôi chứa chấp mà thôi, vậy mà cậu còn dám ở đây làm càn như vậy? Quá hốn xược, người đâu? mau phế tay chân của cậu ta rồi ném ra ngoài tiêu chính văn bất lực lắc đầu nói đã như vậy thì không có gì để nói nữa suốt lời tiêu chính văn định xông lên trước nhưng đột nhiên bóng dáng yếu ớt của khương vi nhan lao đến và ngăn cản tiêu chính văn đang định làm điều đó gương mặt cô đẫm nước mắt nói tiêu chính văn đừng đừng em không cần dự án hợp tác này nữa em không muốn anh bị thương anh nghe em đừng ra tay với ông nội sau đó khương vi nhan quay người quỳ xuống trước mặt khương thái sương cầu xin ông nội cháu không cần dự án hợp tác đó nữa xin ông nội hãy tha cho tiêu chính văn xin ông đừng đuổi anh ấy đi hừ khương thái sương khịt mũi lạnh lùng nói khương vi nhan cô tránh ra cho tôi nếu không tôi sẽ đuổi cả cô ra khỏi nhà họ khương sau đó ông cụ khương lạnh lùng nhìn chằm chằm tiêu chính văn tức giận nói các người còn ngẩn ra đó làm cái gì xông lên cho tôi. Ngay khi lão dứt lời, mười mấy vệ sĩ của nhà họ Khương lại lao tới chỗ tiêu chính văn. Tuy nhiên, vào lúc này, một giọng nói nghiêm khắc vang lên từ phía sau. Tôi xem ai dám động vào anh tiêu. Tất cả mọi người nhìn về hướng phát ra âm thanh thì thấy một nhóm binh lính mặc quân phục, trên tay cần vũ khí, chân đi giày chiến đấu, lũ lượt xông vào. Người dẫn đầu chính là Thiếu úy Phương, là người hôm đó đã đưa thiệp mời tới chương 48, huân chương danh dự. Dầm dầm dầm, hơn một chục binh được trang bị súng sông vào với vẻ lạnh lùng và nghiêm túc, họ bao vây Khương Thái Sương và những người khác lại. Sắc mặt thiếu úy phương lạnh như băng, khóe mắt lóe lên sát ý, anh ta nhìn chầm chầm đám người Khương Thái Sương, hỏi các người làm gì vậy? Khương Thái Sương và những người khác hốt hoảng trong lòng, bọn họ không thể ngờ được rằng thiếu úy Phương của sở chỉ huy quân đội Tu Hà lại đột ngột xuất hiện ở nhà họ Khương. "Việc này, thiếu úy Phương, sao anh lại đến đột ngột vậy?" "Thất lễ rồi, thất lễ rồi." Vẻ lạnh nhạt trên gương mặt Khương Thái Sương lập tức được thay thế bằng nụ cười nịnh nọt, lão nói tiếp: "Thiếu úy Phương, hay là mời anh vào biệt viện của chúng tôi chờ tôi giải quyết chút chuyện trong nhà rồi sẽ qua gặp anh." Dứt lời, khương thái sương hét lên với đám vệ sĩ của nhà họ khương các người còn ngây ra đó làm gì còn không mau đuổi hai người bọn họ ra khỏi nhà họ khương cho tôi tôi xem ai dám đuổi thiếu úy phương tức giận hét lên sát khí hừng hực trong người trong tích tắc hơn chục binh lính chĩa súng vào người nhà họ khương việc này khiến khương thái sương khương văn kỳ và tất cả người nhà họ khương run lên bần bật cái này cái này thiếu úy phương anh hiểu nhầm gì đó thì phải. Mong anh bất giận, Khương Thái Sương cũng luống cuống, lão đã sống hơn 70 năm cuộc đời nhưng vẫn chưa từng tiếp xúc với binh lính bao giờ. Hừ, thiếu úy Phương lạnh lùng nói, Khương Thái Sương. Ông là do già rồi nên mắt mở hay tai ông có vấn đề. Ông không nghe thấy lời tôi vừa nói sao. Ai dám ra tay với anh Tiêu thì chính là muốn gây khó dễ cho quân đồn chú Tu Hàng tại sao mới chỉ vài ngày mà ông đã quên lời tôi nói rồi anh tiêu là bạn của thiếu tá hàn lợi dân các người muốn ra tay với anh ấy tức là không coi thiếu tá hàn ra gì giọng điệu giận dữ của thiếu úy phương khiến sắc mặt của khương thái sương trở nên tái nhợt cả người lão run lên cái này thiếu úy phương anh hiểu lầm rồi tôi tôi khương thái sương muốn giải thích nhưng thiếu úy phương không cho lão cơ hội thay vào đó anh ta vung tay lên một binh lính phía sau đưa cho anh ta một bản hợp đồng anh ta đưa cho khương vi nhan và nói cô khương đây là hợp đồng hợp tác giữa cô với tập đoàn lợi dân tôi đưa tận tay cho cô mặc dù tôi không biết nhà họ khương đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi phải cảnh cáo một số người rằng hợp đồng này là hợp đồng giữa cô và tập đoàn lợi dân ngoài cô ra không ai được ký lên đó nếu người khác cố tình ký lên đây tức là coi thường tập đoàn lợi dân tôi tuyệt đối sẽ không để yên Xin sao? Câu nói này của thiếu úy Phương chính là lời tuyên bố. Lần hợp tác này với tập đoàn lợi dân chỉ cho phép một mình Khương Vi Nhan làm người phụ trách. Tâm trạng Khương Thái Sương lập tức chìm xuống đáy vực. Gia đình ba người Khương Mỹ Nhiên thậm chí còn sợ đến nỗi mặt tái mét. Thiếu úy Phương, tập đoàn lợi dân các anh không kiểm tra lý lịch của đối tác sao? Khương Vi Nhan không biết gì về kinh doanh, cũng không biết làm gì cả, dựa vào đâu mà cô ta có được hợp đồng này? Tôi không phục. Khương Mỹ Nghiên tức giận, trong lòng rất bất mãn, lập tức bùng phát cơn giận. Khương Văn Kỳ sợ đến mức vội vàng kéo lấy con gái, khuyên nhủ, Mỹ Nghiên, con điên rồi sao? Mau xin lỗi thiếu úy Phương đi. Nhưng thiếu úy Phương Thiếu đã giơ tay lên cắt ngang lời của Khương Văn Kỳ, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Mỹ Nghiên, nói cô không phục sao? Đúng, tôi không phục, Khương Mỹ Nghiên cũng mặc kệ, hoàn toàn bộc phát cơn giận. Bốp, Thiếu úy Phương vung tay tát mạnh một cái vào mặt Khương Mỹ Nghiên, quát: "Không phục cũng phải chịu." Cái tát này hoàn toàn thức tỉnh Khương Mỹ Nghiên, cô ta che mặt, run rẩy trốn về phía sau, không dám nhìn thẳng vào Thiếu úy Phương. Sau đó, Thiếu úy Phương nói với Tiêu Chính Văn: "Anh Tiêu, thiếu tá Hàn nói, đây là sự trợ giúp đặc biệt dành cho các binh lính đã xuất ngũ. Sau này, nếu anh gặp phải bất cứ rắc rối gì thì cứ đến tìm tôi." Nói xong, Thiếu úy Phương lấy từ phía sau ra một chiếc hộp gấm nhỏ và mở ra trước mặt tất cả người nhà họ Khương. Bên trong hộp gấm là một huân chương vàng sáng chói. "Huân chương danh dự. Còn có cái này, huân chương danh dự do Sở Chỉ huy quân đội Tu Hà đặc biệt trao tặng cho anh." Thiếu úy Phương nói rồi trao nó cho Tiêu Chính Văn một cách rất trân trọng. Tiêu Chính Văn cảm thấy mơ hồ, Hàn Lợi Dân kia có ý gì? Tuy nhiên, tiêu chính văn vẫn nhận lấy huân trương sau đó thiếu úy phương nhìn khương vi nhan bằng ánh mắt hiền hòa và nói cô khương bây giờ cô còn chuyện gì muốn tôi thay cô giải quyết không khương vi nhan sững người một lúc có chút sợ hãi nhìn khương thái sương thiếu úy phương cảm ơn lòng tốt của anh nhưng tôi thật sự vẫn còn rất nhiều khiếm khuyết vì vậy anh có thể cho phép chị họ của tôi cùng tham gia vào dự án hợp tác lần này không khương vi nhan hỏi Cô vốn có một trái tim nhân hậu, nhưng những lời này rơi vào tai Khương Mỹ nghiêm lại giống như Khương Vi Nhan từ thiện cho cô ta, khiến cô ta rất khó chịu. Tuy nhiên, lúc này cô ta không dám nói gì. Thiếu úy Phương Cao Mày nói, tôi không có ý kiến. Cô là người chịu trách nhiệm chính trong dự án hợp tác lần này. Cô muốn cho ai tham gia cùng cũng không vấn đề gì cả. Nghe vậy, Khương Văn Kỳ và Tiết Mai thở phào nhẹ nhõm, thầm mừng cho Khương Mỹ Nghiên. Sau đó, thiếu úy Phương lạnh lùng nhìn Khương Thái Sương và những người khác, rồi đưa binh lính rời khỏi nhà họ Khương. Mọi người trong nhà họ Khương thở phào nhẹ nhõm, nhìn tiêu chính văn đầy ghen tị. Làm thế nào mà con chó hoang này lại có thể khiến hàn lợi dân giúp đỡ hết lần này đến lần khác? Nó thực sự chỉ đơn giản là một tên lính đã xuất ngũ ư. Tiêu chính văn, cậu và thiếu tá hàn có quan hệ gì? Còn cả huân, trương danh dự. Này, Khương Thái Sương không nhịn được hỏi. Không chỉ lão mà cả gia đình ba người Khương Văn Kỳ, cũng như Khương Học Bác, Từ Phân và Khương Thần đều thắc mắc, còn cả Khương Vi Nhan ở một bên, nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ tò mò, chờ đợi lời giải thích của anh. Tiêu Chính Văn cười nhạt, nói, bởi vì tôi chiến đấu vì Tổ quốc, Huân. chương danh dự này là những gì tôi xứng đáng được nhận. Hơn nữa, tôi đã từng là chiến hữu với Hàn Lợi Dân, nhưng anh ấy đã vươn lên nhanh hơn tôi còn tôi lựa chọn suốt ngũ sau đó tiêu chính văn đưa khương vi nhan người vẫn còn đang choáng váng rời đi những người còn lại nhà họ khương sắc mặt đều rất khó coi đồng thời họ cũng thở phào nhẹ nhõm họ còn tưởng tiêu chính văn mạnh đến mức nào chẳng quan anh chỉ là được hàn lợi dân thơm lây mà thôi bọn họ đều biết kiểu ân tình như vậy cũng chẳng được bao lâu khương mỹ nhiên cay đắng dậm chân hét lên hừ hừ cháu không cần con khốn đó bố thí khương thái sương lạnh lùng liếc cô ta một cái trầm giọng nói chẳng làm được việc gì chỉ thấy gây rắc rối nếu vi nhan đã nói vậy rồi thì cháu hãy theo nó tiến hành hợp đồng lần này đi nhân tiện hãy giám sát nó thật chặt cho ông nội nếu có vấn đề gì lập tức nói cho ông biết suốt lời ông cụ khương chống gậy rời khỏi nhà khương văn kỳ nhìn thấy Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan cũng đã về nhà của mình, Từ Phân và Khương Thần vội vàng chạy tới cửa với bộ dạng nịnh nọt. Con gái, con gái ngoan của mẹ, việc hợp tác cuối cùng cũng xong xuôi, con xem, con có muốn sắp xếp một vị trí cho Khương Thần nhà chúng ta không, dù sao nó cũng là em trai của con mà. Từ Phân lúc này cực kỳ ân cần và niềm nở, cứ như thể Khương Vi Nhan là con ruột của bà ta vậy. Khương thần cũng cười nói, chị à, Việc hợp tác này dù gì thì chị cũng phải thu xếp cho tôi tham gia với. Khương Vi Nhan hơi khó xử nhìn Tiêu Chính Văn, do dự hồi lâu, cô đang định đồng ý thì Tiêu Chính Văn lại lạnh lùng nói, muốn tham gia vào dự án cũng được thôi, nhưng hai người phải xin lỗi Vi Nhan trước đã. Ngay lập tức, sắc mặt của Từ Phân và Khương Thần trở nên rất khó coi. Chương 49, bạn cũ. Tiêu Chính Văn, ở đây có việc của cậu à? tôi nói chuyện với con gái tôi thì có liên quan gì đến cậu? Cút sang một bên cho tôi, đúng là quá mất mặt. Từ phân lập tức lớn tiếng quát mắng, thậm chí còn ra tay xô đẩy. Tuy nhiên, cho dù bà ta có xô đẩy thế nào thì tiêu chính văn vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lùng, nói, bà quên vừa rồi thiếu ý phương nói gì rồi sao? Nghe vậy, từ phân toàn thân run rẩy, trong đầu nhớ ngay đến cảnh vừa rồi thiếu úy phương mang theo hơn chục tên lính với súng ống bà ta dùng mình sợ đến nỗi lùi về sau mấy bước khương thần thấy vậy vội vàng đỡ lấy mẹ mình vẻ mặt hung hãn chỉ vào tiêu chính văn rồi quát anh là cái thá gì mà dám lôi thiếu úy phương ra dọa mẹ con tôi anh chẳng qua chỉ là một tên lính đã xuất ngũ mà thôi thiếu úy phương giúp đỡ anh một hai lần chứ có thể giúp đỡ anh mãi được chắc ở đây là nhà họ khương muốn sống ở đây thì phải biết cúi đầu đúng vậy phải biết cúi đầu từ phân hùa theo hét lên ánh mắt tiêu chính văn lạnh lùng anh cười chế nhạo vừa định ra tay thì khương vi nhan ở bên cạnh vội kéo lấy tiêu chính văn lắc đầu nhìn anh bằng ánh mắt yếu ớt sau đó cô nói với từ phân và khương thần mẹ khương thần hai người cứ về đi con sẽ giải quyết chuyện này nghe thấy khương vi nhan đồng ý từ phân khịt mũi lạnh lùng nói hư khương vi nhan tốt hơn là cô hãy mau thu xếp cho tôi hiện tại sự nghiệp của em trai cô đang lên cao không chừng trong tương lai nó có thể trở thành tổng giám đốc của công ty đến lúc đó hai người còn phải nhờ khương thần giúp đỡ đó khương thần cũng kiêu ngạo chỉnh lại bộ vest mặc trên người sau đó cùng từ phân nghênh ngang rời đi cứ như việc khương vi nhan giúp bọn họ là lẽ đương nhiên vậy tiêu chính văn bất lực thở dài nói khương thần không có học hành đàng hoàng Em thật sự muốn để cậu ta tham gia dự án hợp tác này sao?" Khương Vi Nhan cũng do dự và nói, dù gì thì nó cũng là em trai của em. Tiêu Chính Văn không nói gì, quay người qua chơi cùng Nana. Ngày hôm sau, Khương Vi Nhan ở nhà chuẩn bị tài liệu của các dự án, bận đến tối mắt tối mũi, Tiêu Chính Văn thì đưa Nana đi mua một số đồ dùng cần thiết trong nhà. Dù sao thì khoảng sân nhỏ này cũng chỉ có những đồ đạc đơn giản cần phải sắm sửa thêm nhiều thứ khác. Sau khi dạo một vòng cửa hàng đồ gia dụng gần đó, Tiêu Chính Văn đã mua rất nhiều thứ rồi bảo nhân viên gửi đến nhà họ Khương. Khi Tiêu Chính Văn chuẩn bị rời khỏi cửa hàng đồ gia dụng thì một giọng nói không mấy hòa nhã đột nhiên vang lên từ phía sau. "Ôi chao, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm cơ, chẳng phải là Tiêu Chính Văn đó sao? Trời ơi, tôi tưởng cậu đã chết từ 5 năm, năm trước rồi cơ, không ngờ cậu lại trở về tu hà đấy." giọng nói này mang đầy vẻ ngả ngớn và khinh thường, còn có phần kiêu ngạo và đắc ý. Tiêu chính văn dừng lại, quay đầu nhìn thì thấy người đó có một khuôn mặt tuấn tú, trên người mặc một bộ vest, phía sau còn có bốn vệ sĩ đeo kính dâm đi theo. <laughs> ha ha ha, đúng là cậu rồi, tôi còn tưởng tôi nhận nhầm người cơ đấy. Ồ, đây có phải là con gái của cậu không? Sao trông nó lại giống đứa con hoang do Khương Vi Nhan của nhà họ Khương sinh ra thế? À, phải rồi, tôi nghe nói mấy ngày nay cậu đang ở rể ở nhà họ Khương hả? Người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai kia khuôn mặt đầy vẻ khiêu khích và khinh thường, anh ta còn muốn đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Nana, nhưng lại bị Nana tránh đi. Tiêu chính văn nhíu mày, anh biết người đàn ông trước mặt. Có thể nói, trước kia anh và anh ta là bạn tốt, thân nhau như hình với bóng. Anh ta là thiếu gia của nhà họ Triệu ở Tu Hà, nhà họ Triệu là một trong ba bá chủ trong lĩnh vực kinh doanh nội thất gia đình tại Tu Hà, thực lực hùng hậu, mức vốn hơn một tỷ. Trước đây, Triệu Chính Minh và Tiêu Chính Văn là bạn nối khố của nhau, nhưng kể từ khi nhà họ Tiêu gặp chuyện không may, nhà họ Triệu đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà họ Tiêu. Trước đây, sở dĩ Triệu Chính Minh chơi cùng Tiêu Chính Văn là để nịnh nọt, tâng bốc, khúm núm trước anh. Bây giờ thì khác rồi, Triệu Chính Minh là thiếu gia của nhà họ Triệu, còn tiêu chính văn trước mặt anh ta đã là một con chó bị bỏ rơi rồi. Vì vậy, mối hận thù ẩn giấu bấy lâu nay của triệu chính minh đối với tiêu chính văn đã lập tức bùng phát vào lúc này. Cậu có chuyện gì sao? Tiêu chính văn lạnh lùng hỏi. Triệu chính minh đút hai tay vào trong túi quần, khiêu khích nói, không có gì, chỉ là tôi cảm thấy thời thế xoay chuyển quá nhanh, không ngờ thiếu gia tiêu của trước kia bây giờ đã trở thành con chó lang thang, lại còn phải ở rể nhà họ Khương đúng là đáng thương. Sao nào, cậu đi mua đồ mà không nói với tôi một tiếng, cả cửa hàng đó là của nhà tôi, chỉ cần cậu quỳ xuống học chó sủa vài tiếng, sau đó dập đầu trước mặt tôi mấy cái, tôi sẽ tặng cậu tất cả những gì cậu đã mua hôm nay. Sao, điều kiện này không tồi chứ? Khóe miệng triệu chính minh nhếch lên, anh ta vẫn còn nhớ rất rõ lúc trước anh ta gặp khó khăn, muốn nhờ tiêu chính văn giúp đỡ. Tiêu chính văn đã bắt anh quỳ xuống dập đầu ba cái, sự nhục nhã đó không bao giờ anh ta có thể quên được bây giờ anh ta muốn trả thù tiêu chính văn nhíu mày nói triệu chính minh không ngờ đã bao nhiêu năm như vậy rồi mà cậu vẫn không thay đổi vẫn khiến người khác ghê tởm như vậy nói xong tiêu chính văn xoay người rời đi không thèm nhiều lời với triệu chính minh ngay từ đầu anh đã biết mục đích triệu chính minh tiếp cận anh là gì năm đó anh bắt anh ta dập đầu chỉ để thử anh ta mà thôi nghe anh nói vậy triệu chính minh tức giận quát muốn đi sao ai cho mày đi triệu chính minh vừa dứt lời bốn tên vệ sĩ phía sau anh ta lập tức bước tới bao vây tiêu chính văn tiêu chính văn cau mày quay đầu nhìn triệu chính minh lạnh lùng hỏi cậu muốn làm gì triệu chính minh bật cười ha hả đi tới chỗ tiêu chính văn lạnh lùng nhìn anh nói đơn giản thôi báo thù chỉ cần mày quỳ xuống dập đầu ba cái tao sẽ thả mày đi Bằng không, hôm nay mày không thoát được đâu. Sau đó, Triệu Chính Minh Đắc ý cười, làm sao? Cảm thấy rất nhục nhã sao? Cuộc sống mà, hiện tại tao hoàn toàn có thể dẫm lên mày như dẫm lên một con kiến, bởi vì tao là thiếu gia nhà họ Triệu, còn mày chỉ là một con chó hoang, một con run dế mà bất cứ ai cũng có thể trà đạp. Ồ, cậu cho là bản thân cậu giỏi giang lắm sao? Nhà họ Triệu ghê gớm lắm à, Tiêu Chính Văn cười nhạt triệu chính minh nghe xong nghiêm mặt hét lớn tiêu chính văn mày hung hăng cái quái gì bây giờ mày chỉ là đồ rác rưởi mà thôi mày lấy gì để so sánh với tao cho dù bây giờ tao phế mày thì cũng không ai dám nói gì tao khuyên mày tốt nhất là quỳ xuống dập đầu ngay lập tức nếu không tao cũng không dám đảm bảo là tao có làm gì con gái mày hay không đâu nghe vậy tiêu chính văn lập tức nhíu mày ngọn lửa giận đang bùng lên trong lòng anh anh ghét nhất là bị người khác đe dọa hơn nữa là bị người khác lấy sự an toàn của con gái anh ra uy hiếp anh triệu chính minh tôi cho cậu hai sự lựa chọn một là quỳ xuống xin lỗi tôi vì hành vi vừa rồi của cậu hai là chuẩn bị tinh thần cho hình phạt là sự diệt phong của nhà họ triệu tiêu chính văn thản nhiên nói ha 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 triệu chính minh cười một cách điên cuồng nói mày nói cái gì chỉ dựa vào mày bây giờ ấy hả tiêu chính văn mày đang đùa tao sao? Bây giờ mày có thể làm nên trò trống gì đây? Còn ngây ra đó làm gì? Đánh nó cho tao. Đánh đến khi nào nó phải quỳ xuống mới thôi, triệu chính minh tức giận gào lên. Trong tích tắc, bốn tên vệ sĩ đó vung nắm đấm về phía tiêu chính văn. Tiêu chính văn nhíu mày, cả người anh toát ra một luồng sát khí, anh vừa ôm na na đang sợ hãi trong tay vừa ra tay chống trả. Bịch bịch, trong phút chốc, bốn vệ sĩ bay ra xa. Triệu Chính Minh nhìn thấy cảnh này thì trợn tròn mắt, lập tức lấy điện thoại di động ra, tức giận nói, thằng khốn kia, lập tức tới đây cho tao. Nhanh lên! Ngay lập tức, hàng trăm tên côn đồ với gậy gộc và dao trong tay tràn vào từ các cửa lớn nhỏ tầng một của cửa hàng đồ gia dụng. Những người này một phần là người làm ở cửa hàng đồ gia dụng, một phần của những kẻ côn đồ do Triệu Chính Minh nuôi dưỡng, tên nào cũng vô cùng hung hãn và dữ tợn. Đột nhiên, tất cả cửa trước và sau của cửa hàng đều bị phong tỏa, cửa chống trộm của mọi lối ra vào cũng bị đóng lại. Còn Tiêu Chính Văn bị bao vây ở bên trong. Chương 50, đó là Tiêu Chính Văn ư? Triệu Chính Minh bước ra từ trong đám người, đứng đầu, anh ta chỉ vào Tiêu Chính Văn với vẻ mặt lạnh lùng, tức giận nói: "Tiêu Chính Văn, tao xem bây giờ mày còn dám ngông cuồng được không? Lập tức dập đầu xin lỗi tao ngay." Mẹ nó Triệu Chính Minh không ngờ rằng một con chó hoang mà lại dám kiêu ngạo như vậy. Hôm nay, anh ta muốn tiêu chính văn quỳ xuống để anh ta có thể rửa nhục trước mặt mọi người. Tuy nhiên, trái với dự đoán của mọi người, đối mặt với hàng trăm tên côn đồ với gậy và dao trên tay, tiêu chính văn không hề có một chút sợ hãi nào, ngược lại còn là vẻ khinh thường. Anh nói, Triệu Chính Minh, cậu chỉ có từng này người thôi à? Nghe vậy, Triệu Chính Minh cao mày, có chút không dám tin, hét lên, mày nói cái gì? Ngay sau đó, tiêu chính văn một tay ôm Nana, tay kia cầm cây gậy gỗ, nhẹ nhàng nói, Nana, nhắm mắt lại, bất kể nghe thấy gì con cũng đừng mở mắt ra, lát nữa bố sẽ đưa con đi ăn bánh kem. Nana ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nói, vâng ạ. Nhìn thấy cảnh này, triệu chính minh nổi giận, vò đầu bứt tóc, cuồng loạn hét lên, mẹ nó. Xông lên hết đi, đánh chết nó cho tao. Trong tích tắc, một nhóm côn đồ cầm gậy gộc và dao sông về phía tiêu chính văn. Đối mặt với đám côn đồ này, sát khí trên người tiêu chính văn ngày càng tăng cao. ầm, um, tiêu chính văn ra tay, bộ dạng anh như sát thần tái thế, đá một tên côn đồ trước mặt khiến tên này bay ra xa 10 mét, đánh bay hơn chục tên côn đồ phía sau. Sau đó, anh vùng cây gậy gỗ đang cầm trên tay đập vào đầu một tên côn đồ đang dùng dao bổ nhào tới sau lưng anh. Đột nhiên, máu tươi bắn tung tóe. Tên côn đồ đó ngã xuống đất, cứng ngắc nằm tại chỗ. Thấy vậy, đám côn đồ còn lại đều sướng sờ, quay sang nhìn nhau. Mẹ nó, mạnh quá. Nhìn thấy cảnh này, triệu chính mình cũng kinh hãi, anh ta tiến lên đạp vào lưng mấy tên côn đồ, giống lên, sông lên. Chúng mày nhiều người như vậy mà không đánh chết được một tên rác rưởi như nó sao? Dạ, dạ. Ngay sau đó, đám côn đồ này lại xông tới chỗ tiêu chính văn nhưng vào lúc này những tiếng ầm ầm của những chiếc xe jeep quân sự vang lên chúng đâm vỡ cửa chống trộm của tất cả các lối ra vào cửa hàng rồi xông vào trong nhìn thấy cảnh này đám côn đồ đều vội vàng tránh qua một bên nhưng một số tên còn chưa kịp né tránh đã bị đâm bay ra ngoài ngay lập tức rầm 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 ngay sau đó đằng sau những cánh cửa chống trộm bị phá vỡ hàng chục lính đặc nhiệm mặc quân phục chiến đấu màu đen, đội mũ nổi đen, chân đi giày chiến đấu và trang bị súng lập tức tràn vào. Động tác của họ đều tăm tắp, rất nhanh đã tràn vào trong cửa hàng. Phía sau còn có 7, 8 chiếc xe chống đạn màu đen, nháy đèn xanh đỏ lao vào theo. Bỏ vũ khí xuống, không được chống cự. Bỏ vũ khí xuống, kẻ chống đối sẽ bị giết ngay tại chỗ. Bỏ vũ khí xuống, bỏ vũ khí xuống. Dầm. Một số binh lính còn dơ chân đá vào những tên côn đồ đang cầm dao trước mặt, sau đó trở tay áp bọn chúng xuống đất. Một số binh lính khác thì quật ngã những tên côn đồ kia rồi đoạt lấy những vũ khí trong tay bọn chúng. Chỉ trong phút chốc, tất cả những tên côn đồ ở tầng 1 này đều bị lính đặc nhiệm mặc đồng phục chiến đấu màu đen khống chế hoàn toàn. Đội 1 đã khống chế đối tượng. Đội 2 đã khống chế đối tượng. Đội 3 đã khống chế đối tượng. Triệu chính minh chết xứng tại chỗ, hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất, cả người run lên bẩn bật. Chết tiệt! Cái quái gì thế này? Tại sao đột nhiên lại có nhiều lính đặc nhiệm xông vào đây như vậy? Đây có phải là một cuộc diễn tập không? Sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của Triệu Chính Minh và đám côn đồ, một đại đội trưởng mặc quân phục màu đen đi về phía Tiêu Chính Văn, đứng nghiêm chào rồi cất giọng, anh Tiêu, hiện trường đã được kiểm soát chờ chỉ thị của anh xì sao? lúc này triệu chính minh trợn tròn hai mắt hoàn toàn không dám tin vào cảnh tượng trước mắt những người lính đặc nhiệm này là do tiêu chính văn gọi đến sao? làm sao có thể? chẳng phải anh là tàn dư của nhà họ tiêu sao? chẳng phải anh đã vào ở rể nhà họ khương rồi sao? tiêu chính văn gật đầu bước tới trước mặt triệu chính minh lúc này đã hồn bay phách lạc nhíu mày lạnh lùng hỏi triệu chính minh bây giờ cậu nghĩ cậu có tư cách gì ép tôi phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi cậu triệu chính minh vô cùng hoảng loạn anh ta sợ rồi anh ta chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy lập tức quỳ xuống bỏ đến trước mặt tiêu chính văn không ngừng dập đầu nói tiêu chính văn làm ơn tha cho tôi 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 nhất thời ngu muội tôi đáng chết không biết trời cao đất dày cậu là quân tử không chấp kẻ tiểu nhân này mong cậu hãy tha thứ cho tôi lần này sau này tôi sẽ đi theo làm trâu làm ngựa cho cậu cả đời. Cầu xin cậu đó." Vừa nói anh ta còn tự tát vào mặt mình, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, khóe miệng cũng bật máu. Tuy rằng anh ta không biết thân phận thật sự của Tiêu Chính Văn, nhưng anh ta biết Tiêu Chính Văn nhất định không đơn giản chỉ là một con chó hoang. Bằng không thì làm sao anh lại có thể điều động được nhiều lính đặc nhiệm xông vào đây như vậy? Ai có thể sử dụng những sức mạnh đặc biệt này Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, Triệu Chính Minh, tất cả đều do cậu gieo gió gặt báo, bây giờ cầu xin thì đã quá muộn rồi. Sau đó, anh quay đầu nhìn về phía đại đội trưởng, lạnh lùng nói, dẫn cậu ta đi, lập tức niêm phong nhà họ Triệu, điều tra tất cả chứng cứ phạm tội của họ rồi giao cho cục điều tra địa phương. Còn nữa, giải quyết tất cả những gì liên quan đến thân phận của tôi đều phải xử lý triệt đề. Tránh để mọi người bên ngoài suy đoán quá nhiều. Rõ, đại đội trưởng đáp khi nghe thấy những lời nói như những lời phán quyết này triệu chính minh hoàn toàn kinh hãi anh ta lập tức quỳ dạp người xuống trước mặt tiêu chính văn cầu xin tiêu chính văn tiêu chính văn làm ơn đừng làm vậy mà tôi tôi xin cậu xin cậu nể tình trước đây chúng ta là bạn mà tha cho tôi một mạng cho nhà họ triệu một con đường sống thế nhưng dầm một tiếng đại đội trưởng lập tức đá bay triệu chính minh lạnh lùng nói, đưa tất cả đi. A, à, 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 Tiêu Chính Văn, tao làm ma cũng không tha cho mày đâu. Triệu Chính Minh gào lên trong vô vọng nhưng chẳng có ích gì. Sau đó, Tiêu Chính Văn cũng rời khỏi cửa hàng đồ gia dụng. Nửa giờ sau, một tin tức kinh thiên động địa đã gây chấn động cả tu hà. Tống Hậu Lượng, cục trưởng tổng cục chấp pháp tu hà, đã đích thân dẫn binh lính đi phong tỏa nhà họ Triệu một trong ba ông lớn trong lĩnh vực kinh doanh nội thất gia đình ở Tu Hà. Lần này cả Cục Cảnh sát, Cục Kiểm sát và Tư pháp đều vào cuộc xử lý. Vụ việc này cũng dấy lên một làn sóng dư luận rất lớn ở Tu Hà, người người đều bàn tán xôn xao. Ngay khi Tiêu Chính Văn về đến nhà, Khương Vi Nhan đã chạy tới và hỏi, Tiêu Chính Văn, anh không sao chứ? Sao thế, Tiêu Chính Văn khó hiểu hỏi. Khương Vi Nhan lo lắng nói, Vừa rồi có tin nói rằng ở cửa hàng đồ gia dụng đã xảy ra một vụ ẩu đả kịch liệt, rất nhiều người bị thương tại hiện trường, nhà họ Triệu cũng bị điều tra. Nói xong, Khương Vi Nhan chỉ vào. Chương trình trên trên TV, thật không may trên đó đúng lúc xuất hiện bức ảnh đại đội trưởng đang đứng nghiêm chào Tiêu Chính Văn. Mặc dù chỉ nhìn thấy bóng lưng anh nhưng khi nhìn thấy bức ảnh đó Khương Vi Nhan đã vô cùng sợ hãi. "Ơ, ờ, Tiêu Chính Văn?" Anh có thấy bóng lưng người đàn ông kia rất quen không? Hình như hôm nay anh cũng đến đó đúng không?" Khương Vi Nhan nghi ngờ hỏi, ánh mắt dò xét chiếu lên người Tiêu Chính Văn. "Chương 51, cho ông 10 giây." Tiêu Chính Văn lập tức hoảng sợ trong lòng, vội vàng giải thích, "Ừ, anh có đi, nhưng lúc anh đến, chuyện xảy ra ở đó đã kết thúc rồi." "Được rồi, em đừng suy nghĩ nhiều nữa." nếu như lần này để lộ thân Phật thật sự của mình thì sau này có rất nhiều chuyện anh không thể yên tâm làm được. Khương Vi Nhan chấp đôi mắt to đầy nghi hoặc, sau đó cô không tiếp tục hỏi thêm gì nữa. Vài ngày sau, dự án hợp tác giữa nhà họ Khương và tập đoàn lợi dân chính thức được tiến hành, Khương Vi Nhan với tư cách là người phụ trách chính, cùng với Khương Mỹ Nhiên và Khương Thần, đồng thời bước ra khỏi tòa nhà tập đoàn lợi dân. Mọi thứ đã được quyết định xong xuôi, chỉ còn đợi dự án chính thức khai công. Nhà họ Khương chuyên làm về nội thất nhà cửa và thiết kế không gian trong nhà nên có mạng lưới quan hệ và nguồn lực rất phong phú. Đồng thời, họ cũng đứng hàng đầu trong ngành thiết kế nội thất nhà cửa. Dự án lần này mà họ phụ trách là thiết kế và trang trí không gian của năm trung tâm mua sắm lớn tại địa phương ở Tu Hà. Theo ước tính ban đầu, lợi nhuận của năm dự án này có thể mang lại cho nhà họ Khương là 100 triệu tệ. Khương Mỹ Nghiên căm hận cao mặt, nói, Khương Vi Nhan, đừng tưởng rằng cô là người phụ trách chính thì tôi sẽ nghe lời cô. Tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc hợp tác dự án hơn cô. Tôi hy vọng cô biết đường mà sắp xếp công việc cho thỏa đáng. Sứt lời, Khương Mỹ Nghiên quay người, đôi chân thon dài thẳng tắp ẩn hiện đằng sau làn váy lụa màu đen. Bước thẳng lên chiếc mercedes Ben S của Ngô Khoan Nghiệp. Khương Thần cũng nhẹ nhàng nói vài câu chị, làm việc cho tốt vào đấy, lát nữa sắp xếp tài liệu rồi gửi một bản cho tôi. Tôi đi uống rượu với vài người bạn cái đã. Sau đó, cậu ta lên chiếc BMW 5 Series của mình rồi lái đi. Khương Vi Nhan đứng đó một mình, trên tay cầm theo một sấp tài liệu rất nặng, cô bất lực đi đến bến xe buýt. Khương Mỹ Nghiên vừa lên xe của Ngô Khoan Nghiệp, đôi tay béo múc mít như heo của Ngô Khoan Nghiệp vòng qua ôm lấy eo nhỏ của cô ta, kéo cô ta vào lòng, hôn vài cái, cậu ta mỉm cười và hỏi làm sao thế sao sắc mặt em kém thế này khương mỹ nhiên đẩy ngô khoan nghiệp ở bên cạnh ra tức giận nói còn gì nữa khương vi nhan là người phụ trách chính trong dự án hợp tác này em vô cùng khó chịu sau đó cô ta quay đầu lại rất tức giận nhìn chằm chằm ngô khoan nghiệp nói cái anh này không phải anh nói là có thể giúp em nhận được vị trí phụ trách toàn quyền lần hợp tác này sao anh lừa em đấy à Ngô Khoan Nghiệp bật cười, cậu ta ngả người ra sau, nói, Mỹ Nhiên, đừng lo lắng, anh sắp xếp xong từ lâu rồi. Khương Vi Nhan là một người phụ nữ yếu đuối, vừa không có quan hệ vừa không có thực lực, cô ta có thể làm gì được. Anh đã liên hệ với một đại ca máu mặt ở địa phương, chỉ cần Khương Vi Nhan không thể giao tài liệu đúng hạn, thời hạn thi công của mấy trung tâm thương mại lớn đó sẽ phải hoãn lại, tới lúc đó chắc chắn sẽ bị tổn thất rất nhiều lợi ích. Vậy thì tập đoàn Lợi Dân không thể không xem xét lại năng lực của Khương Vi Nhan. Mà lúc này chỉ cần em bí mật chuẩn bị các tài liệu liên quan tới dự án, chờ thời cơ đến rồi cung cấp cho họ, việc em trở thành người phụ trách toàn quyền chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Vừa nói, Ngô Khoan Nghiệp vừa nhếch miệng lộ ra nụ cười đầy lạnh lùng, hung ác, như thể cậu ta ăn chắc Khương Vi Nhan rồi. Khi Khương Mỹ Nhiên nghe thấy lời này, cô ta mỉm cười và nói, "Thật không?" thế thì tốt quá rồi hừ hừ con chó cái đó còn dám tranh với em cứ mờ đi sau đó cô ta chủ động dựa vào vòng tay của ngô khoan nghiệp rồi lật người ngồi thẳng vào lòng ngô khoan nghiệp cởi cà vạt của cậu ta ngô khoan nghiệp cao hứng đến mức lập tức thúc giục tài xế đừng quay lại công ty nhanh đi tới khách sạn trước mẹ nó chứ con nhỏ lẳng lơ này hôm nay ông đây bắt em phải quỳ xuống gọi bố bằng được về phía Tiêu Chính Văn, lúc này anh cùng Long nhất bước xuống khỏi xe jeep quân sự. Trước mặt là một tòa nhà văn phòng cao chót vót, Tập đoàn Thịnh Đỉnh, tập đoàn của người giàu nhất Tu Hà, Lý Trường Thắng, cũng là một trong những điểm mốc của Tu Hà. Giá trị thị trường của toàn bộ Tập đoàn Thịnh Đỉnh vượt qua 10 tỷ tệ, khiến tập đoàn này trở thành doanh nghiệp hàng đầu ở Tu Hà. Lúc này, Tiêu Chính Văn cất bước đi thẳng vào tòa nhà tập đoàn. Nhân viên lễ tân là một cô gái mặc một bộ sườn sám màu đỏ, dáng người thanh tú, gương mặt xinh đẹp. Cô ta lịch sự hỏi, xin hỏi anh muốn tìm ai ạ? À? Tiêu Chính Văn nhẹ nhàng nói, Lý Trường Thắng. Nhân viên lễ tân sửng sốt, sau đó hỏi dò, xin lỗi, anh có hẹn trước không ạ? À? Tiêu Chính Văn lắc đầu. Nhân viên lễ tân vẫn mỉm cười, nói, xin lỗi anh, Chủ tịch Lý đang họp nên nếu anh không hẹn trước, Chủ tịch sẽ không nhận tiếp khách hạ. Tiêu Chính Văn nhướng mày, lạnh nhạt nói, vậy thì cô gọi điện cho ông ta nói Tiêu Chính Văn tới gặp ông ta. Nhân viên lễ tân xứng sờ, nếu đổi lại là người thường, không chừng cô ta sẽ lập tức gọi bảo vệ đuổi ngay bọn họ ra ngoài. Nhưng người đàn ông trước mặt, cả người tỏa ra khí chất chính trực, cao lớn đẹp trai, nhất là Long Nhất đang đứng sừng sững ở phía sau, trông anh ta càng lạnh lùng thâm hiểm. Vậy được, anh vui lòng chờ một chút. Nói xong, Nhân viên Lễ Tân bấm một dãy số, nói nhỏ, "Xin chào, xin cô chuyển lời tới văn phòng chủ tịch. Có một người tên là Tiêu Chính Văn ở quầy lễ tân muốn gặp chủ tịch." Nhưng ngay khi cô ta vừa nói xong, một người đàn ông trung niên mặc vest xám bước vào từ cửa chính, vẻ mặt ông ta nghiêm nghị, hỏi, "Có chuyện gì đây?" "Giám đốc Trương, anh này muốn gặp chủ tịch Lý ạ." Khi nhân viên Lễ Tân nhìn thấy người đàn ông trung niên, cơ thể run lên, trong mắt cô ta lộ ra vẻ sợ hãi. Giám đốc trương nọ nghe vậy thì cao mày nhìn tiêu chính văn và long nhất, sau đó chỉ vào nhân viên lễ tân khiển trách, cô quên nội quy nhân viên rồi sao? Mấy thằng rác rời nói muốn gặp chủ tịch mà các cô cũng báo cáo lên. Không muốn làm việc nữa đúng không? Không muốn làm nữa thì cuốn gói cút ra khỏi đây cho tôi. Đối diện với lời mắng mỏ của giám đốc trương, nhân viên lễ tân hoảng hốt ra mặt, hai mắt cô ta đỏ hoe, nói tôi xin lỗi giám đốc trương, lần sau tôi sẽ không dám nữa cô ta cũng không ngờ rằng một hành động nhỏ của mình lại gây ra rắc rối lớn như vậy trong lòng bất giác căm hận tiêu chính văn vô cùng nếu vì tên đàn ông xa lạ này mà mất việc cô ta phải làm sao chứ mẹ cô ta vẫn đang ở bệnh viện tiền thuốc men hàng tháng rất đắt hừ giám đốc trương nọ hừ một tiếng lạnh lùng ông ta quay đầu lại nhìn tiêu chính văn bằng ánh mắt ngạo nghế khinh thường nói các cậu là ai? Trông như một đám nghèo kiết xác thế này mà muốn gặp chủ tịch tập đoàn chúng tôi. Mau cút ngay, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ tới đuổi thẳng cổ các cậu ra ngoài. Đây là thứ rác rưởi gì vậy, lại còn muốn gặp chủ tịch Lý? Ông ta là người giàu nhất tu Hà đấy, đâu phải kẻ nào cũng được gặp. Tiêu Chính Văn cau mày, lòng nhất sau lưng tức giận nói, láo sược. Còn dám nói chuyện với lão đại chúng tôi như vậy? có tin tôi phá rỡ cả tòa nhà này của các người không? Ồ, nóng tính nhỉ, mẹ nó chứ mày là ai hả? Muốn phá nơi này sao? Sao mày không nhìn xem đây là đâu chứ? Đây là tập đoàn thịnh đỉnh, tập đoàn đứng đầu tu hà đấy, giám đốc trương nọ bị chọc cười phá lên, ông ta trừng mắt nhìn long nhất đầy khiêu khích, rồi nói với tiêu chính văn còn mày là ai? Đây có phải là con chó đi với mày không? Nghe vậy, cơn tức của Long Nhất lập tức bùng nổ, anh ta tiến lên trước, định ra tay. Anh ta là người đứng đầu trong tám đại long tướng Bắc Lương, được biết bao thiếu tướng sùng bái. Đã bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như vậy chứ? Nếu thả tên này ra ngoài, anh ta sẽ lập tức bắn chết. Nhưng Tiêu Chính Văn đã giơ tay ngăn Long nhất lại, sau đó anh nhìn chằm chằm vào giám đốc Trương với ánh mắt lạnh lùng như nhìn người chết, nói tôi cho ông 10 giây, xin lỗi người anh em này của tôi. Chương 52 dỡ cả chỗ này. Ha ha ha, giám đốc trương nọ lạnh lùng cười, ông ta nhướng mày, khinh thường nhìn tiêu chính văn, nói, mày nói cái gì? Bắt tao xin lỗi nó, mày là cái gì, là cái thá gì chứ? Tao là giám đốc bộ phận thị trường của tập đoàn thịnh đỉnh đấy, địa vị cao hơn hai đứa rác rưởi chúng mày nhiều, mày còn bắt tao xin lỗi. Bốp, tiêu chính văn vung tay lên, hung hăng tát một cái, lập tức khiến giám đốc trương nọ bay ra ngoài một mét đập thẳng xuống mặt bàn quầy lễ tân. Trong phút chốc, giám đốc trương nọ vội vàng che miệng đầy máu của mình, ông ta nhổ ra hai cái răng hàm, giữ tợn gào lên chúng mày điên rồi. Mày dám ra tay với tao ở chỗ này, được lắm, được lắm, đây là chúng mày muốn tìm đường chết đấy nhé. Sứt lời, giám đốc trương nọ nhanh chóng giật điện thoại cố định ở quầy lễ tân, ông ta bấm số của bộ phận an ninh, tức giận hét lên chúng mày đến hết sảnh cho ông đây nghe cho rõ, tất cả chúng mày lên hết đây, tất cả, lập tức, bốp, sứt lời, ông ta đột một cúp điện thoại, che cái miệng vẫn còn đang chảy máu, hung ác nhìn chằm chằm tiêu chính văn rồi giơ ngón tay lên, hai đứa chúng mày chết chắc rồi. Còn dám gây chuyện ở tập đoàn thịnh đỉnh, tao sẽ chặt đứt tứ chi chúng mày. Bịch bịch bịch, trong vòng chưa đầy 5 phút, hơn chục bảo vệ mặc đồng phục, tay cầm gậy chống bạo động từ xa lao tới. Giám đốc trương ông ông bị ai đánh vậy? Lúc này đội trưởng đội bảo vệ nhìn thấy giám đốc trương che miệng đầy máu mà sững sờ trợn mắt há hốc mồm hồi lâu. Tại tập đoàn thịnh đỉnh xuất hiện một người có chức vụ giám đốc bị đánh chảy máu. Đây là sơ suất của đội bảo vệ bọn họ. Bốp! Giám đốc trương nọ quay người lại và tát vào mặt đội trưởng đội bảo vệ. Ông ta chỉ vào tiêu chính văn và long nhất với vẻ mặt căm hận hét lên đầy giận dữ mày đúng là loại mắt mù là hai đứa chúng nó đánh chúng nó cho tao đội trưởng đội bảo vệ nghe thấy lời này cũng không để ý tới những người khác mà lập tức hô to mau bắt giữ hai người này sau đó hàng chục bảo vệ dơ gậy chống bạo động lao về phía tiêu chính văn và long nhất thế nhưng tiêu chính văn lại lạnh lùng nói nếu các người dám ra tay thì phải nghĩ kỹ đến hậu quả lời nói của tiêu chính văn khiến đội trưởng đội bảo vệ và mười mấy nhân viên bảo vệ đều sửng sốt đứng sững tại chỗ, bọn họ nghi ngờ quay đầu nhìn giám đốc trương. Đến giám đốc trương cũng dám đánh có thể là một người bình thường sao? Giám đốc trương gạt đám đông sang một bên, đá vào bắp chân của đội trưởng đội bảo vệ và hét lên, đồ rác rưởi. Chúng mày sợ cái gì? Nó nghĩ nó là ai cơ chứ? Ngay sau đó, giám đốc trương quắc mắt, căm hận nhìn chầm chầm tiêu chính văn, ông ta tức giận nói, thằng nhãi. Tao khuyên mày lập tức quỳ xuống xin lỗi tao bằng không, cho dù mày là ai, tao cũng nhất định phế mày. Tiêu chính văn lạnh lùng cười, anh lắc đầu nói, dưới chướng Lý Trường Thắng đều là mấy người như ông sao. Đúng là làm tôi có chút thất vọng đấy. Láo xược còn dám gọi thẳng tên húy của chủ tịch, mày đúng là tìm đường chết, giám đốc trương tức giận hét lên. Tiêu chính văn thản nhiên đứng im, anh nhìn chầm chầm vào đoàn người, giọng nói lạnh nhạt, vẫn là câu nói ban nãy, tôi cũng muốn nói lại cho ông nghe, quỳ xuống xin lỗi, nếu không, tôi sẽ phá rỡ cả tòa nhà này của các người. Ha ha ha, ngay lập tức, đám bảo vệ và giám đốc trương bị chọc cười phá lên. Hắn nói cái gì cơ? Phá rỡ chỗ này, đúng là dám nghĩ mà. Tôi cười chết mất, tên đàn ông này là ai thế? Trông như thằng ngố ấy. Hắn thậm chí còn không nhìn xem đây là đâu. Đây là tập đoàn thịnh đỉnh hẳn hoi, tập đoàn đứng đầu tu hà đấy nhé khóe miệng giám đốc trương cũng lộ ra nụ cười đầy khinh thường, chế nhạo, ông ta nói, được đấy, mày thì giỏi rồi. Tao muốn xem xem, hôm nay mày phá rỡ chỗ này kiểu gì. Không rỡ được thì ông đây phế mày. Tiêu chính văn nhún vai, vươn tay nhận lấy cuộc gọi Long Nhất đưa, anh lạnh lùng nói, lập tức cử một trung đội thiết giáp, một trung đội công binh tới tập đoàn Thịnh Đỉnh. Xì sao? Tất cả mọi người khi nghe thấy lời này liền cảm thấy dùng mình, kinh ngạc cái quái gì thế này? Cử một trung đội thiết giáp và một trung đội công binh. Anh bị điên rồi. Những lời như vậy mà cũng nói ra được. Mấy nhân viên lễ tân sợ tới mức trốn ở một bên cũng nhìn tiêu chính văn đang bị vây quanh bằng ánh mắt đầy vẻ mỉa mai, nói. Người đàn ông này hẳn là điên rồi. Anh ta nghĩ mình là ai chứ? Đúng là thằng dở hơi. Ban nãy còn hại chị tiểu Mỹ suýt nữa bị đuổi việc mau chụp ảnh đăng lên mạng đi hành vi của mấy thằng dở hơi này chắc chắn sẽ được nhiều lượt yêu thích lắm đó lúc này một số nhân viên bình thường cứ thế mà tụ tập xung quanh tất cả đều mang theo ý cười khinh bỉ trên mặt trong số những người này còn có hai bóng dáng quen thuộc đương nhiên là ngô khoan nghiệp và khương mỹ nghiên vừa mới bước vào mỹ nghiên đó có phải là tiêu chính văn không tại sao anh ta lại ở đây ngô khoan nghiệp hỏi từ xa Khương Mỹ Nhiên cũng nhìn theo, ánh mắt căm ghét, một con chó hoang thì có gì hay mà nhìn. Chẳng lẽ anh ta lại gây gổ với ai đó rồi, loại người này ấy mà đáng bị đánh chết, chúng ta mau đi gặp giám đốc Phương để bàn chuyện hợp tác vật liệu. Ngô khoan nghiệp lạnh lùng cười, cũng không ở lại lâu hơn, cậu ta xoay người đi vào thang máy cùng với một trợ lý đặc biệt tiếp đón. Về phần giám đốc trương bên này, trên mặt ông ta lộ ra nụ cười lạnh lẽo, cường điệu hỏi tao không nghe nhầm đấy chứ. Mày vừa nói cái gì cơ, cử một trung đội thiết giáp và một trung đội công binh tới để phá rỡ chỗ này. Ha ha ha, mọi người có nghe thấy không, lòi đâu ra thằng ngố này thế nhỉ. Cười chết mất, bây giờ mà vẫn còn có loại dở hơi thế này. Cũng biết làm màu quá đấy. Đám nhân viên bảo vệ lúc này cũng cười mỉa mai ra mặt, khinh thường nhìn tiêu chính văn, bọn họ lắc đầu, quơ quơ cây gậy chống bạo động trong tay, quát thằng nhóc mày làm thế này là đang tìm đường chết cho mình đấy suốt lời 10 tên bảo vệ một lần nữa bao vây tiêu chính văn nhưng tiếng ầm ầm cùng tiếng bước chân bịch 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 đột nhiên vang lên từ bên ngoài không biết ai trong đám đông hét lên ôi trời ơi mọi người mau nhìn kìa đó đó có phải là một chiếc xe thiết giáp không trời à đúng là có xe thiết giáp thật này một chiếc tám chiếc còn có hàng trăm binh lính mang theo sẻng trong tích tắc đám đông rất phấn khích theo tầm mắt của đám đông họ có thể nhìn thấy đường phố bên ngoài qua bức tường kính của tập đoàn thịnh đỉnh tám chiếc xe thiết giáp nhanh chóng tập hợp và hàng trăm binh lính động tác đồng loạt ngay ngắn chưa đầy chốc lát những chiếc xe thiết giáp và máy bay chiến đấu này đã tập trung sừng sững bên ngoài tập đoàn thịnh đỉnh chờ lệnh bất cứ lúc nào cảnh tượng này rơi vào tầm mắt mọi người trong đại sảnh những người từ nãy tới giờ vẫn đang chế nhạo tiêu chính văn, đều ngậm miệng lại, kinh ngạc nhìn chầm chằm tiêu chính văn. Giám đốc trương trợn tròn mắt, nhìn cảnh tượng trước mặt mà không thể tin được. Đúng lúc này, một thượng úy dẫn đội bước vào, anh ta đứng nghiêm trào, nói với tiêu chính văn, tuân lệnh của thiếu tá Hàn, đoàn công binh thứ 8 có 112 người, thực tế có mặt đủ 112 người, chờ lệnh bất cứ lúc nào, xin anh tiêu ra chỉ thị. Xì sao xì sao. Lúc này, tất cả mọi người hoàn toàn chấn động. Tiêu chính văn gật đầu, lạnh lùng nhìn sang giám đốc trương, anh hỏi, bây giờ ông thấy tôi có bản lĩnh phá rỡ chỗ này không? mươi 53, ông chủ của tỷ phú Lý. Khoảnh khắc ấy, giám đốc trương bị dọa sợ tới mức trên trán toát đầy mồ hôi lạnh. Ông ta chưa từng nhìn thấy thế trận như vậy bao giờ. Đây, đây khác nào cảnh tượng trong chuyện cổ tích đâu chứ? Nhưng giám đốc trương, một người trước nay đều không coi ai ra gì nào có thể dễ dàng nhận thất bại ông ta lập tức gào lên không thể nào đều là giả hết đều là giả chắc chắn là diễn viên chúng mày mạo danh binh lính là tội chết vừa hét giám đốc trương vừa giải thích với đám đông nghe vậy tiêu chính văn cau mày tên giám đốc trương này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà bảo vệ nhanh lên thông báo gọi thêm người tới bắt giữ hết đám người này chắc chắn chúng nó đều là diễn viên giám đốc trương điên cuồng hét lên nhưng bảo vệ sao dám manh động lúc này đột nhiên một tiếng ầm ầm vang lên từ phía sau đám đông láo sược trương trí đức anh đang làm cái gì vậy đám đông đã giải tán lúc này lý trường thắng mồ hôi đầy trán trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng cùng trợ lý vội vàng chạy tới thời điểm trương trí đức nhìn thấy lý trường thắng giống như nhìn thấy một vị cứu tinh ông ta lập tức chạy tới hét lớn chủ tịch lý những người này đang mạo danh binh lính còn muốn phá rỡ tòa nhà tập đoàn chúng ta bốp lý trường thắng thẳng tay tát mạnh vào mặt trương trí đức khiến cái miệng vừa mới cầm được máu của giám đốc trương lại vé máu anh tiêu muốn phá rỡ thì cứ phá rỡ đi lý trường thắng lạnh lùng nói dọa đám người đứng xung quanh sợ chết khiếp sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người lý trường thắng bước nhanh tới chỗ tiêu chính văn ông ta cúi người, cung kính xin lỗi, anh Tiêu, tôi xin lỗi, tôi đến muộn, để anh phải chê cười rồi. Anh yên tâm, tôi sẽ giải quyết thỏa đáng tất cả mọi chuyện. Tiêu chính văn lạnh lùng gật đầu, thẳng thừng bước vào thang máy trong ánh mắt kinh ngạc, nghi ngờ của mọi người. Lý Trường Thắng quay lại, tức giận nhìn chằm chằm Trương Chí Đức đã xứng sở hồi lâu, gầm lên anh bị đuổi việc. Ở cả tu hà này sẽ không có bất cứ một công ty nào tuyển dụng anh đâu. Ngoài ra, không ai được phép tiết lộ bất cứ điều gì về chuyện ngày hôm nay. Nếu để tôi biết được ai để lộ chuyện này ra ngoài. Lập tức đuổi việc, không một doanh nghiệp nào trong thành phố sẽ tuyển dụng người đó. Sứt lời, mặc kệ trương chí đức quỳ trên mặt đất cầu xin, Lý Trường Thắng cũng không đáp lại, mà vội vàng đuổi theo tiêu chính văn trước mặt, bước vào thang máy. Mãi cho đến khi Lý Trường Thắng rời đi, cả đại sảnh mới nổ ra những tiếng bàn tán xì xào không ngớt. Trời ơi, người đàn ông đó là ai? Ngay cả chủ tịch Lý cũng phải cúi đầu trước anh ta. Không thể tưởng tượng nổi, đẹp trai quá. Tiêu chính văn bước vào văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị của Lý Trường Thắng và ngồi trên chiếc ghế sofa ra. Anh nhìn Lý Trường Thắng đang cúi đầu trước mặt mình, mỉm cười hỏi ông biết thân phận thật của tôi. Lý Trường Thắng cười nói, chủ tịch Tô đã nói cho tôi biết rồi. Nhưng Tiêu Chính Văn lại lắc đầu, nói, Lý Trường Thắng, ông đã thay đổi rất nhiều trong 4 năm qua. Lý Trường Thắng sửng sốt, có phần khó hiểu. Nhưng Tiêu Chính Văn lại lấy ra một đồng tiền rồng vàng từ trong áo và ném cho Lý Trường Thắng. Thời điểm Lý Trường Thắng nhìn thấy đồng tiền rồng vàng này, toàn thân như bị sét đánh, sau đó khuỵu xuống, quỳ trước mặt Tiêu Chính Văn, ông ta cúi đầu nói, Lý Trường Thắng kính chào ông chủ. Trong lòng Lý Trường Thắng như nổi cơn bão tố, 4 năm trước, tập đoàn Thịnh Đỉnh gặp khủng hoảng, giá trị thị trường không ngừng tụt xuống, đứng ở bờ vực phá sản. Nhưng ngay khi Lý Trường Thắng đứng trên sân thượng, chuẩn bị kết liễu cuộc đời, một tài khoản ngân hàng bí ẩn đã chuyển một tỷ tệ cho tập đoàn, cứu tập đoàn Thịnh Đỉnh đang trên đà phá sản. Cũng sau ngày hôm đó, tập đoàn Thịnh Đỉnh đã làm ăn suôn sẻ hơn, gây dựng được càng nhiều sản nghiệp. Mà Lý Trường Thắng cũng trở thành người giàu nhất tu hà và tất cả những điều này là đều được một người tự xưng là ông chủ long cho ông ta. Tín vật giữa hai người là biểu tượng đồng tiền rồng vàng này. Lý Trường Thắng có mơ cũng không nghĩ tới, ông chủ Long chính là tiêu chính văn trước mặt mình, cũng chính là chủ soái Bắc Lương. Đứng dậy đi, tiêu chính văn rừng dưng nói, hôm nay tôi tìm ông là vì một chuyện. Lý Trường Thắng đứng dậy, trên trán túa đầy mồ hôi lạnh, ông ta cúi người nói, ông chủ, ông chủ nói đi, thuộc hạ chắc chắn sẽ làm được. Việc hợp tác giữa tập đoàn Lợi Dân và Khương Vi Nhan cần một nhà cung cấp vật liệu. Ông thay tôi liên hệ một chút, để họ có sự chuẩn bị phù hợp và ký kết hợp tác với Khương Vi Nhan. Tôi hy vọng ông sẽ làm tốt chuyện này, đừng tiết lộ là tôi làm, Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Lý Trường Thắng gật đầu, nói ông chủ đừng lo lắng, tập đoàn có kênh hợp tác cung cấp vật liệu riêng. Ngày mai, tôi sẽ cho người đưa hợp đồng tới tận nơi chương 54, cười trên nỗi đau của người khác. Tiêu chính văn gật đầu rồi đứng dậy rời đi. Lý trường thắng cũng tiến anh, cho đến khi nhìn tiêu chính văn và Long Nhất rời đi, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Ngô Khoan Nghiệp và Khương Mỹ Nghiên bước ra khỏi tập đoàn với nụ cười tươi giói trên môi, bỗng nhìn thấy Lý Trường Thắng đang đứng ở cửa chính. Ôi, thiếu gia ngô, thiếu gia ngô, nhìn kia, đó không phải là tỷ phú Lý sao, Khương Mỹ Nghiên lập vui mừng, ôm chặt cánh tay của Ngô Khoan Nghiệp. Trời đất, đúng thật này, Ngô Khoan Nghiệp cũng rất kích động, sau đó nhíu mày, ấy, tỷ phú Lý đang tiến người khác sao? Thật kỳ quái, tại sao anh lại cảm thấy người trong xe rất giống với tên Tiêu Chính Văn ban nãy chứ? Nghe vậy, Khương Mỹ Nghiên sững người, trợn to hai mắt nhìn mặt bên cửa sổ xe, quả thực rất giống. Đừng nói nhảm nữa, tên chó hoang Tiêu Chính Văn là cái thá gì chứ? anh ta có tư cách gì để tỷ phú Lý đặc biệt tiến ra tận cửa, Khương Mỹ Nhiên lập tức lạnh lùng nói. Ngô Khoan Nghiệp cũng gật đầu nói, đúng vậy, mẹ nó chứ, bây giờ anh thấy ai cũng giống tiêu chính văn. Sau đó, cậu ta bước nhanh tới chỗ Lý Trường Thắng, trên mặt nở nụ cười nịnh hót, cậu ta đưa danh thiếp của mình ra và nói, xin chào chủ tịch Lý, tôi là ông chủ của tập đoàn Ngô Thị, Ngô Khoan Nghiệp, đây là danh thiếp của tôi. Lý Trường Thắng vừa quay người, sắc mặt trầm xuống, ông ta nhìn vẻ mặt ngô khoan nghiệp cười nịnh đứng bên cạnh, cầm lấy danh thiếp liếc mắt một cái tập đoàn ngô thị. Sau đó, ông ta đưa danh thiếp cho trợ lý bên cạnh, thẳng thừng cất bước rời đi. Còn ngô khoan nghiệp vẫn đứng tại chỗ, cậu ta khom người vẫy tay, cười nói, chủ tịch lý, ông đi từ từ nhé. Cho đến khi bóng lưng của Lý Trường Thắng hoàn toàn biến mất, Ngô Khoan Nghiệp mới đứng thẳng, vẻ mặt tự mãn, cậu ta hỏi Khương Mỹ Nghiên bên cạnh, Mỹ Nghiên, em nói xem, chúng ta vừa đàm phán hợp tác với giám đốc Phương, bây giờ lại gặp được chủ tịch Lý, có phải thần tài đang rất quan tâm đến chúng ta không? Khương Mỹ Nghiên cũng vui ra mặt, nói chắc chắn rồi. Ha ha ha, đi, mua cho em một cái túi, Ngô Khoan Nghiệp hào phóng cười lớn. Công ty nhà họ Khương. Bỗng dưng mở một cuộc họp khẩn cấp. Khương Thái Sương ngồi ở ghế chủ tịch hội đồng quản trị lạnh lùng nói: "Tôi vừa nhận được tin báo rằng một vài nhóm tội phạm đã đập phá bốn nhà máy gia công vật liệu của chúng ta, bọn chúng còn đánh nhân viên vận chuyển của hơn 10 nhà cung cấp vật liệu mà chúng ta đang hợp tác. Hơn nữa còn đe dọa, ai hợp tác với nhà họ Khương chúng ta, bọn chúng sẽ đập nát công ty người đấy." Hiện tại, những nhà cung cấp vật liệu này đều đã chấm dứt hợp tác với nhà họ Khương chúng ta rồi. Dự án hợp tác giữa chúng ta và tập đoàn Lợi dân sắp bắt đầu khai công rồi, bắt buộc phải tìm một nhà cung cấp vật liệu mới trong thời gian sớm nhất có thể. Nếu không, nhà họ Khương chúng ta sẽ phải chịu tổn thất lợi nhuận. Hôm nay, tôi tập hợp mọi người là muốn mọi người đề cử một người đại diện đi đàm phán với các nhà cung cấp vật liệu khác nhau. Ngay khi ông cụ Khương vừa dứt lời, các nhân vật cấp cao của công ty ngồi bên dưới bắt đầu bàn tán. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? là ai nhắm vào nhà họ Khương chúng ta. Quá tàn nhẫn, nhìn một cái là biết do đối thủ cạnh tranh làm rồi. Sợ chúng ta hợp tác với tập đoàn lợi dân sẽ phát triển tốt hơn, nên mới dùng thủ đoạn nham hiểm như vậy. Không phải Khương Vi Nhan phụ trách việc hợp tác với tập đoàn lợi dân sao? Vậy thì để cô ta đi đàm phán với mấy nhà cung cấp vật liệu đó là được mà. Lúc này, Khương Mỹ Nhiên đột nhiên lên tiếng. Trong phút chốc, Tất cả mọi người trong phòng họp đều nói theo, đúng vậy, Khương Vi Nhan thích hợp nhất. Đúng, đúng, để cô ta đi đàm phán. Dù sao cô ta cũng chả biết gì cả. Vừa hay ra ngoài trải nghiệm sẽ giúp ích cho dự án hợp tác của cô ta sau này. Ngay lập tức, nhóm người này đã đẩy nhiệm vụ hiển nhiên là bất khả thi này cho Khương Vi Nhan. Trong đầu Khương Vi Nhan trống rỗng, hoàn toàn không biết phải nói gì cô nào có từng đàm phán hợp tác với mấy nhà cung cấp vật liệu đó, đây rõ ràng là đang gây khó dễ cho cô. Ông cụ Khương suy nghĩ một hồi, gật đầu nói, được rồi, nếu đã vậy thì vi nhan, cô đi đàm phán nhé. Nhớ kỹ, cô chỉ có hai ngày, nếu không thể đàm phán hợp tác với năm nhà cung cấp vật liệu trong hai ngày thì cô tự nhận trách nhiệm về mình rồi từ chức, từ bỏ dự án hợp tác này. Ông nội, Khương Vi Nhan lo lắng, hai mắt cô đỏ hoe, muốn phản bác lại nhưng khương thái sương hoàn toàn không cho cô cơ hội để nói được rồi cô đấy vi nhan bây giờ cô đang gánh vác niềm hy vọng của nhà họ khương vì vậy hãy chuẩn bị thật tốt những người nhà họ khương khác cũng nhếch mép cười trên nỗi đau của người khác khương vi nhan cô phải nỗ lực lên đấy thời gian chỉ có hai ngày thôi tôi thấy có khi cô ta không hiểu gì đâu e là dự án hợp tác này sẽ phải chuyển cho người khác rồi ha ha, nếu không phải nhờ thiếu úy phương, thì loại rác rưởi như cô ta có thể trở thành người phụ trách chính sao. Lúc này Khương Vi Nhan quá uất ức, Từ Phân và Khương Thần ngồi ở một bên cũng sợ hãi không dám nói, bọn họ cũng biết nhiệm vụ này không thể nào hoàn thành được. chương 55, năm vị chủ tịch. Khi nghe thấy điều này, toàn bộ phòng họp đều trở nên im lặng. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn không biết tiêu chính văn lấy sự tự tin này ở đâu ra. Được, nếu như không lấy được dự án hợp tác với năm nhà cung cấp vật liệu này, Khương Vi Nhan sẽ nhận trách nhiệm và từ chức, Khương Mỹ Nhiên sẽ đảm nhận toàn bộ dự án lần này. Còn cậu Tiêu Chính Văn cũng cút ra khỏi nhà họ Khương chúng tôi. Khương Thái Sương lạnh lùng nói, trong mắt xẹt qua tia lửa giận. Được, Tiêu Chính Văn bình thản đáp. Khương Thần và Từ Phân đang ngồi yên không dám nói gì lúc này lo lắng vô cùng. Tiêu Chính Văn, cậu làm cái gì thế? Cái gì mà cậu liền đồng ý rồi? Chuyện này có liên quan đến cậu à? Đây là chuyện của con gái tôi. Khương Vi Nhan còn chưa gật đầu thì cậu là cái thá gì chứ? Từ phân hét lớn, ông ơi, con không đồng ý. Cái thằng vô dụng tiêu chính văn này không thể đại diện cho con gái của con được. Đúng vậy, anh ta không thể đại diện cho chị cháu được. Khương Thần cũng nói theo, ánh mắt cam hận nhìn chằm chằm tiêu chính văn. Gia đình ba người Khương Mỹ nghiên cười khoái trá nhưng không nói gì lúc này tiêu chính văn bước từng bước đến trước mặt khương vi nhan người đang ấm ức vô cùng nói hãy tin anh hai mắt khương vi nhan đã đỏ hoe gật đầu nói vâng em tin anh cô cũng không biết vì sao khoảnh khắc đó cô lại tin tưởng tiêu chính văn như vậy tin rằng tiêu chính văn có thể làm được bất kỳ điều gì mà anh nói nghe thấy khương vi nhan gật đầu đồng ý từ phân tức đến mức suýt xỉu mất tại chỗ chỉ vào mặt Khương Vi Nhan chửi bới, Khương Vi Nhan à ơi là Khương Vi Nhan. Cô không có não à, lại tin lời cái thằng chó hoang này. Nó thì có thể làm được gì chứ? Tôi, tôi đúng là bị hai người làm cho tức chết thôi. Khương thần cũng tràn đầy bất mãn, tức giận gầm lên, hai kẻ vô dụng. Để tôi xem xem, ngày mai mấy người làm cách nào để lấy được hợp đồng hợp tác với nam nhà cung cấp vật liệu. Khi mọi người tản đi, tiếng mắng mỏ chửi bới cũng dần biến mất. Trong phòng họp chỉ còn lại Khương Vi Nhan đang bất lực và tiêu chính văn với vẻ mặt lãnh đạm. Cho tới bây giờ, Khương Vi Nhan mới có chút hối hận và sợ hãi, nhưng cô vẫn kiên quyết đứng lên, thu dọn tài liệu, nói bây giờ em đi tìm những tài liệu liên quan đến chuyện hợp tác. Cô không cho rằng tiêu chính văn có thể lấy được năm hợp đồng đó về cho cô, mà cô cho rằng lý do anh đồng ý là vì muốn cô nỗ lực đi bàn bạc chuyện hợp tác không cần đâu em cứ quay về nghỉ ngơi cho tốt ngày mai tự nhiên sẽ có người tìm đến cửa tiêu chính văn nói nghe thấy câu này khương vi nhan ngây người ra nghi ngờ hỏi sao có thể thế được tiêu chính văn anh đừng có lừa em tiêu chính văn mỉm cười nói trước đây anh có quen vài người bạn cũng làm nghề cung cấp vật liệu lát nữa anh sẽ gọi điện hỏi bọn họ xem thật sao vậy thì tốt quá rồi vẻ mặt lo lắng của khương vi nhan lập tức trở nên vui vẻ tuy nhiên ngay giây tiếp theo sắc mặt của cô lại trở nên rất khó coi còn có chút sợ hãi nói nhưng mà cho dù anh lấy được hợp tác dự án với năm nhà cung cấp vật liệu đó thì cũng không được vừa nãy ông nội nói rồi có một số người đang nhắm vào chúng ta đập phá bốn nhà máy của chúng ta và buông lời đe dọa các nhà cung cấp vật liệu khác em sợ rằng đến lúc đó những người mà anh tìm được cũng bị bọn chúng đánh cho chạy mất Tiêu Chính Văn mỉm cười, nói: "Không sao đâu, yên tâm đi, nhà cung cấp vật liệu anh tìm được không phải là những người có thể dễ dàng động đến được đâu, dù cho bọn chúng dám ra tay thì còn có anh đây mà, anh sẽ thay em giải quyết." Lúc này, ở phía Khương Mỹ Nghiên, cô ta đang ở trong khách sạn, trên người quấn một chiếc áo choàng tắm màu trắng. Cô ta vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, lướt nhanh bằng đôi chân dài và trắng nõn như ngọc, nằm xuống giường sau đó bỏ vào trong lòng của Ngô Khoan Nghiệp, cười khinh khỉnh nói anh có biết Tiêu Chính Văn đã nói gì trong cuộc họp ngày hôm nay không? Hả, nói gì cơ, Ngô Khoan Nghiệp vòng tay qua eo Khương Mỹ Nghiên, những ngón tay vuốt ve làn da mịn màng. Anh ta nói, ngày mai có thể tìm được năm nhà cung cấp vật liệu, thật sự cười chết em luôn, anh ta nghĩ mình là ai chứ? Một câu nói đơn giản là có thể tìm được năm nhà cung cấp vật liệu sao, Khương Mỹ Nghiên cười khẩy, trên khuôn mặt quyến rũ tràn đầy sự mỉa mai. Ha ha ha, ngô khoan nghiệp hút một điếu xì gà, cười nói, vậy thì để anh xem xem, ngày mai anh ta có thể tìm được năm đối tác nào. Nói xong, ngô khoan nghiệp đè lên người Khương Mỹ Nghiên, khiến cô ta kêu lên hoài hoái, úi, anh nhẹ thôi, đè vào tóc em rồi. Ngày hôm sau, ở phòng họp nhà họ Khương, tất cả mọi người đều đang chờ đợi, vẻ mặt ai nấy đều có vẻ rất sốt ruột. Khương Vi Nhan, không phải cô nói sẽ có năm đối tác tìm tới sao? Đã một tiếng trôi qua rồi, sao đến cái bóng cũng không thấy đâu thế? Khương Mỹ nghiên đầu tiêu, lạnh lùng chất vấn. Đúng vậy, đúng là chỉ biết nói rằng, hại chúng tôi mừng hụt. Hừ, một thứ rác rưởi bị đuổi khỏi nhà họ Khương thì có thể mang lại gì cho nhà họ Khương chứ? Chỉ có vô số chuyện cười mà thôi. Ông cụ, tôi đề nghị trực tiếp phế chức người đảm nhiệm dự án hợp tác của nhà họ khương với tập đoàn lợi dân của khương vi nhan đi trong phút chốc cả đám trở nên vô cùng hưng phấn khương vi nhan ngồi ở phía dưới vẻ mặt rất lo lắng và sợ hãi cô liên tục nhìn thời gian trên điện thoại trong lòng không ngừng cầu nguyện những gì tiêu chính văn nói là sự thật tuy nhiên khi một tiếng đồng hồ trôi qua cô dường như đã tuyệt vọng lẽ nào tiêu chính văn lừa mình sao từ phân ngồi ở bên cạnh, lạnh lùng hư một tiếng, Khương Vi Nhan, tôi đã nói với cô rồi mà, cái tên tiêu chính văn đó không đáng tin. Cô lại cứ không chịu nghe, bây giờ thì hay rồi, đến bây giờ anh ta vẫn chưa chịu xuất hiện, để cô một mình ở đây chịu sự chỉ trích của mọi người. Tôi nói này, cô mau chóng ly hôn đi, tôi sẽ giúp cô tìm một cậu chủ giàu có. Khương thần cũng cười mỉa mai, Khương Vi Nhan, chị không cần phải đợi nữa đâu, chuẩn bị đồ đạc phắn khỏi nhà họ Khương là được rồi đấy. Trước áp lực của mọi người, Khương Vi Nhan lộ ra vẻ bất lực, nước mắt lưng tròng, sau đó ngẩng đầu lên, cố gắng giải thích con tin tiêu chính văn. Cầu xin mọi người, đợi thêm một chút nữa thôi. Tuy nhiên, Khương Thái Sương lạnh lùng hừ một tiếng, nói, được rồi. Bắt đầu từ bây giờ sẽ phế bỏ chức vụ người phụ trách dự án hợp tác với tập đoàn lợi dân của Khương Vi Nhan, từ giờ sẽ do Khương Mỹ Nghiên đảm nhận. Thời gian không còn nhiều nữa, cháu mau chóng tiến hành hợp tác với năm nhà cung cấp vật liệu càng sớm càng tốt. Khương Mỹ Nghiên nghe thấy vậy, cười vui vẻ đắc ý, vội vàng đứng lên, lấy năm bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn ra, nói ông nội, cháu đã chuẩn bị xong từ lâu rồi, ông xem xem. Nghe thấy vậy, Khương Thái Sương kích động nhận lấy hợp đồng, xem kỹ một lúc, trên mặt tràn đầy vẻ tán thưởng, cười nói, tốt lắm, tốt lắm ông nội quả nhiên không nhìn nhầm cháu những người khác của nhà họ khương cũng khen không dứt miệng tốt quá rồi giải quyết xong đúng là nhẹ nhõm hẳn thực lực của khương mỹ nhiên thì còn phải nghi ngờ gì nữa không giống như một số người không có năng lực lại cứ muốn làm thành công không thấy chỉ thấy thất bại ha ha người như vậy ấy lẽ ra nên bị đuổi khỏi công ty từ lâu rồi giữ lại chỉ tổ ăn bám chúng ta thôi đúng là thùng rỗng kêu to mà ha ha ha. Trong phút chốc, cả phòng họp tràn ngập tiếng cười chế giễu. Còn từ phân xác mặt khó coi vô cùng, đập bàn, giận dữ đứng dậy nói, ông ơi, chuyện này tại sao lại trùng hợp như vậy được? Lúc này Khương Mỹ Nhiên có thể lấy ra hợp đồng nhanh như thế, con tin chắc nó chính là người đã sai người đập phá các nhà máy và buông lời đe dọa với các nhà cung cấp. Thím à, chuyện này không thể nói bừa như vậy được. Đây rõ ràng là do cháu thức cả đêm không ngủ, Ngồi bàn bạc tiếp rượu với các đối tác mới lấy được năm hợp đồng này. Thím đừng có ngậm máu phun người chứ, Khương Mỹ Nhiên tức giận nói. Khương Văn Kỳ và Tiết Mai cũng nói giúp, đúng vậy. Con gái tôi vất vả như vậy, cả ngày hôm qua chạy đông chạy tây, nào giống con nhóc Khương Vi Nhan nhà cô, chỉ biết ngồi đó chờ đợi, rồi có đợi được không? Không bằng đi chết luôn đi. Ngay lập tức, nhà Khương Văn Kỳ và nhà Từ phân nổ ra một cuộc tranh cãi kịch liệt. Cả phòng họp giống như một cái chợ. "Đủ rồi, Khương Thái Sương tức giận đập bàn, lạnh lùng nói, lẽ nào bây giờ tôi không có tiếng nói trong cái nhà này rồi nữa sao?" Ngay lập tức cả phòng họp chìm vào im lặng. Khương Vi Nhan rốt cuộc không kìm được mà bật khóc. Cô vẫn luôn đợi Tiêu Chính Văn, tuy nhiên anh vẫn không xuất hiện, lẽ nào cô thật sự không nên tin tưởng anh sao? Đúng lúc này, một trợ lý vội vàng xông vào phòng họp, hét lớn, "Chủ tịch Năm vị chủ tịch của tập đoàn Hoa Minh, tập đoàn Vinh Lợi, tập đoàn Phương Tín, tập đoàn Lợi Nhĩ và tập đoàn Thiên Quân vừa ngồi xe chuyên dụng đến công ty chúng ta, nói rằng Muốn gặp ông, các bạn nhớ đọc truyện nguyên tác trên Vietme hoặc Finovo để ủng hộ tác giả dịch giả nhé. Gì cơ? Khương Thái Sương lập tức kinh ngạc đứng bật dậy khỏi ghế. Không chỉ riêng lão, tất cả những người điều hành cấp cao ở trong phòng họp đều kích động đứng lên. Năm chủ tịch của năm tập đoàn này giống như năm con cá sấu khổng lồ trong ngành cung cấp vật liệu ở Tu Hà. Sao bọn họ đột nhiên lại đến công ty nhà họ Khương như vậy? Chương 56: Nhân vật tầm cỡ. Khương Thái Sương không kịp nghĩ nhiều, vội vàng hét lên: "Mau mau mau, mọi người cùng ra ngoài đón tiếp." Một đám người nhà họ Khương và các lãnh đạo cấp cao của công ty lúc này mới phản ứng lại, hít sâu một hơi, chuẩn bị đứng dậy đi đón tiếp năm vị chủ tịch. Tuy nhiên, tiếng bước chân rồn dập, năm vị chủ tịch quyền lực ăn mặc chỉn chu, mỗi người đều có một trợ lý riêng, cứ thế xông vào phòng họp. Ngay khi nhóm người này xuất hiện, bầu không khí trong phòng họp trở nên vô cùng căng thẳng. Đây là năm gã khổng lồ trong ngành cung cấp vật liệu trang trí của Tu Hà. Tài sản của năm người bọn họ cộng lại lên đến hơn 3 tỷ, có thể mua được 2-30 cái nhà họ Khương nguồn tài chính dồi dào như vậy đối với nhà họ Khương là một sự tồn tại không được phép đắc tội. Điều đáng sợ hơn nữa là tập đoàn đứng sau năm gã khổng lồ trong ngành cung cấp vật liệu này là chủ tịch lý của tập đoàn Thịnh Đỉnh. ông ấy cũng là người giàu nhất ở Tu Hà. Với mức độ quan hệ này, địa vị của năm người này ở Tu Hà là không thể lay chuyển. Chủ tịch Phương, Chủ tịch Phương, Chủ tịch Tống, Chủ tịch Tôn, Chủ tịch Châu, Sao mọi người lại đột nhiên tới thăm công ty nhà họ Khương thế này, không kịp đón tiếp từ xa, mong các vị lượng thứ, lúc này Khương Thái Sương suýt nữa là quỳ xuống dập đầu cúi lại, giọng nói nhỏ bé yếu ớt, trên trán không ngừng toát mồ hôi lạnh. Còn các thành viên nhà họ Khương trong phòng họp đều đứng dậy, cung kính cúi đầu, người nào người nấy cũng nở nụ cười nịnh nọt. Người đi đầu là chủ tịch Phương của tập đoàn Vinh Lợi, cũng là người quyền lực nhất, tài sản cá nhân khoảng 1 tỷ Lúc này, ông ta lạnh lùng nhìn Khương Thái Sương, nói ông Khương, thời gian có hạn, tôi sẽ không vòng vo với ông nữa, cho hỏi, nhà họ Khương có người tên Khương Vi Nhan không? Nghe thấy vậy, Khương Thái Sương ngây người ra, toàn bộ người thân trong nhà họ Khương và các lãnh đạo cấp cao trong công ty cũng đều sửng sốt. Bọn họ đưa mắt nhìn về phía Khương Vi Nhan đang đứng trong góc, lúc này Khương Vi Nhan cũng hơi trột dạ, còn cho rằng mình đã làm sai chuyện gì, đắc tội với năm ông lớn này. Khương Vi Nhan gọi cô đấy. Khương Mỹ Nhiên cũng cho rằng Khương Vi Nhan làm sai điều gì đó. Cô ta đắc ý hét lớn. Khương Vi Nhan ủ rũ cúi đầu, run rẩy bước từ sau đám người lên, vẻ mặt kinh hãi tột cùng. Khi Chủ tịch Phương nhìn thấy cô, ông ta vội vàng chạy tới, cúi người, vẻ mặt khiêm tốn, lấy một tờ tài liệu từ chỗ trợ lý của mình đưa cho cô bằng cả hai tay, nói: Cô Khương, đây là hợp đồng hợp tác giữa cô và Tập đoàn Vinh Lợi chúng tôi cô chỉ cần ký tên lên đó, tất cả các tài liệu cần thiết còn lại tôi nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ sau. Cô Khương, đây là hợp đồng của tập đoàn Hoa Minh chúng tôi, cô ký tên vào đây nhé. Còn đây nữa, đây là hợp đồng với tập đoàn Phương Tín chúng tôi. Đây là hợp đồng của tập đoàn Lợi Nhĩ và tập đoàn Thiên Quân, cô Khương, mời cô ký tên vào đây, sau này, chúng ta đã trở thành đối tác làm ăn rồi. Trong phút chốc, Năm gã khổng lồ thống trị ngành cung cấp vật liệu trang trí ở Tu Hà đều cố gắng đưa hợp đồng của công ty của mình cho Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan hoàn toàn sửng sốt, tâm trạng hoảng loạn vô cùng. Cô không ngờ rằng, năm nhà cung cấp vật liệu đột nhiên đến đây, còn là những ông trùm hàng đầu ở Tu Hà, bọn họ lại muốn ký hợp đồng với cô. Chuyện này, chuyện này, năm vị chủ tịch, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? vì sao các ông đột nhiên muốn ký hợp đồng với tôi, vẻ mặt Khương Vi Nhan vừa nghi hoặc vừa sợ hãi. Năm vị chủ tịch mỉm cười, nói cô Khương, chúng tôi cũng không tiện nói nhiều, cô chỉ cần biết rằng, đây là năm bản hợp đồng hợp tác giữa cô và tập đoàn của chúng tôi, chúng tôi vẫn còn việc phải làm, vậy nên chúng tôi không nán lại lâu nữa, chào cô. Nói xong, năm vị chủ tịch xoay người rời đi trước ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ mọi người nhà họ Khương mãi cho đến khi bọn họ rời đi bầu không khí yên lặng ban nãy trong phòng họp bây giờ mới bắt đầu vang lên tiếng xì xào trời đất cha mẹ ơi vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy tôi hoa mắt rồi sao không nhìn rõ à khương vi nhan có bản lĩnh gì mà lại lấy được hợp đồng của năm tập đoàn này lẽ nào là do tên tiêu chính văn đó làm sao ngay lập tức mọi người trong phòng họp bàn tán sôi nổi Khương Thái Sương như người mất hồn bây giờ mới kịp phản ứng lại, lão vội vàng chạy tới chỗ Khương Vi Nhan, giật lấy năm bản hợp đồng từ trong tay cô, trên mặt lộ ra vẻ phấn khích, không tin được, không tin được. Nhà họ Khương chúng ta lại được năm tập đoàn này cung cấp vật liệu cho, việc này nhất định sẽ khiến nhà chúng ta có chỗ đứng nhất định ở Tu Hà. Khương Vi Nhan, cháu làm tốt lắm, vất vả rồi. Khương Vi Nhan lúc này vẫn còn hơi sướng sờ, cô đột nhiên nhớ tới những gì tiêu chính văn đã nói ngày hôm qua những người này lẽ nào là bạn của tiêu chính văn sao nhưng mà tuổi của năm vị chủ tịch này lớn gấp đôi tiêu chính văn anh rốt cuộc là ai từ phân vội vàng chạy tới tươi cười nói bố à bố nói phải giữ lời đấy nhé hợp đồng với năm nhà cung cấp này khương vi nhan nhà con đã lấy được rồi vị trí người phụ trách dự án lần này không được thay đâu đấy Khương Thái Sương vẫn còn đang vô cùng kích động, lão hồ hởi đáp, không thay, không thay, vi nhan làm rất tốt, ông nội rất tự hào về cháu. Gia đình ba người Khương Mỹ Nghiên đứng bên cạnh, sắc mặt bọn họ lúc này khó coi như thể vừa ăn phải một bãi xít. Bọn họ không thể ngờ rằng, đến cuối cùng, năm tập đoàn cung cấp vật liệu này thật sự đến đây ký hợp đồng với Khương Vi Nhan. Tiêu chính văn chết tiệt, rốt cuộc anh ta làm kiểu gì vậy, trong lòng Khương Mỹ Nhiên căm hận vô cùng, ánh mắt cay đắng nhìn Khương Vi Nhan đang được mọi người vây quanh tâm bốc. Khương Vi Nhan vẫn rất khiêm tốn trong đám đông, cô liên tục nói rằng mình nhất định sẽ làm việc chăm chỉ. Sau khi năm vị chủ tịch rời khỏi công ty nhà họ Khương, họ kính cẩn đi đến chỗ tiêu chính văn, người đang hút thuốc bên đường. Ánh mắt bọn họ tràn đầy sự kính trọng, bởi vì phía sau tiêu chính văn, Lý Trường Thắng cũng đang kính cẩn khiêm nhường đây là người giàu nhất ở tu hà đấy một nhân vật lớn như vậy lại chịu đứng sau lưng người đàn ông trẻ tuổi này đủ để thấy được thân phận của anh tuyệt đối không phải dạng tầm thường chủ tịch lý mọi việc đã xong chủ tịch phương dẫn đầu nói lý trường thắng bình thản gật đầu sau đó cung kính nói với tiêu chính văn anh tiêu mọi việc đã xử lý thỏa đáng rồi anh thấy thế nào tiêu chính văn hít sâu một hơi ném tàn thuốc vào thùng rác Bình tĩnh gật đầu nói, làm rất tốt. Nói xong, anh cũng không quan tâm đến sắc mặt kinh ngạc của năm vị chủ tịch này, lập tức xoay người rời đi. "Chủ tịch Lý, người vừa rồi là ai thế?" Chủ tịch Phương tò mò hỏi. Lý Trường Thắng quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ông ta, nói chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, làm tốt việc của mình đi. Mấy người chỉ cần biết, Lý Trường Thắng tôi ở trước mặt anh ấy chẳng qua cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Xì sao? Nghe thấy câu này, tim của năm vị chủ tịch đều đập một cách dữ dội. Lý Trường Thắng là nhân vật đứng thứ nhất thứ nhì ở Tu Hà, một câu nói của ông ta có thể quyết định sự sinh tử của rất nhiều người và rất nhiều doanh nghiệp. Người như vậy, ở trước mặt chàng thanh niên trẻ tuổi vừa rồi lại chỉ là một con kiến. Không thể tin được. Sau khi tiêu chính văn rời đi, anh quay về căn phòng nhỏ cùng Nana chơi trò bác sĩ tiêm phòng. Mẹ về rồi, Nana nhìn thấy Khương Vi Nhan mệt mỏi bước vào, lập tức chạy lại, vui mừng lao vào lòng của Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan cúi người xuống, yêu chiều ôm lấy cô con gái nhỏ vào lòng. Tiêu Chính Văn đứng dậy, anh vẫn đang đeo tạp dề, cười nói, "Về rồi à? Anh có hầm gà trong nồi đó, lát nữa cho em bồi bổ cơ thể." Nói xong, Tiêu Chính Văn định đi vào bếp nhưng Khương Vi Nhan đột nhiên ngăn anh lại, cô cắn chặt đôi môi đỏ mọng nghĩ một lúc lâu mới mở miệng hỏi, Tiêu Chính Văn, anh nói cho em biết, năm vị chủ tịch đến công ty ngày hôm nay là do anh sắp xếp sao? Bọn họ và anh có quan hệ gì thế? Trường 57, một đám rác rưởi. Tiêu Chính Văn cười, nói trước đây bọn họ có chút quan hệ với nhà họ Tiêu của anh, lần này anh nhờ bọn họ, bọn họ cũng nể tình nhà họ Tiêu năm xưa nên mới bằng lòng giúp đỡ. Được rồi, em đừng nghĩ nhiều nữa, cố gắng nỗ lực, đừng phụ lòng kỳ vọng của anh đấy nhé nghe vậy khóe mắt khương vi nhan đẫm lệ cảm kích khẽ nói cảm ơn anh tiêu chính văn tiêu chính văn ngờ nghịch gãi đầu nói em khách sáo với anh làm gì để anh đi xem gà hầm thế nào rồi sau đó tiêu chính văn bưng một bát gà hầm đặt lên trên bàn tới rồi gà hầm nóng hổi đây na na ngồi trên ghế ánh mắt thèm thuồng nhìn món gà hầm nói mẹ ơi con muốn uống canh gà, món canh gà mà bố nấu. Khương Vi Nhàn Ân cần lấy một bát canh gà cho Nana, sau đó ba người cùng ngồi ăn bữa trưa trong căn phòng nhỏ ấm cúng này. Lúc đang ăn, Khương Vi Nhàn chợt nhớ tới điều gì đó, mở miệng nói, "Buổi chiều em sẽ đến nhà máy một chuyến để kiểm tra các thiết bị đã hư hỏng rồi mua lại một ít. Với cả, em cũng phải tuyển thêm thêm một số công nhân mới để thay số công nhân đã bị người ta đánh chạy mất ấy." Tiêu Chính Văn phải nhờ anh đưa Nana đi chơi rồi. Nói xong, đôi môi nhỏ nhắn của Khương Vi Nhan cắn nhẹ vào đôi đúa, trên mặt nở nụ cười ngại ngùng. Tiêu Chính Văn gắp một cái đùi gà cho Khương Vi Nhan, nói: để anh đi cùng em. Nghe thấy vậy, Khương Vi Nhan khẽ ngây người ra, nói thật lòng, cô rất muốn Tiêu Chính Văn đi cùng cô, ít nhất khi đó cô sẽ cảm thấy an toàn hơn. Vậy Nana thì sao? Khương Vi Nhan hỏi. Tiêu Chính Văn nghĩ một lát nói em yên tâm để anh bảo long nhất tới đây trông con nana bố bảo chú long nhất tới chơi với con được không tiêu chính văn vuốt ve cái đầu nhỏ của nana yêu chiều hỏi vâng ạ vâng ạ nana thích chú long nhất lắm nana vui vẻ cười buổi chiều đúng giờ long nhất đến căn phòng nhỏ bế nana lên xe jeep đưa cô bé đi công viên chơi còn tiêu chính văn thì đưa khương vi nhan đến nhà máy của nhà họ khương nhà máy bây giờ đã ngừng hoạt động trông nó hoang tàn như một đống đổ nát hầu hết các công nhân trong nhà máy đều đã bỏ chạy hết nhìn thấy cảnh tượng như vậy sắc mặt khương vi nhan rất khó coi trong lòng tràn đầy lo lắng nói nếu như không thể cung cấp vật liệu đúng thời hạn thời gian xây dựng sẽ bị đình trệ tiêu chính văn bình thản nói em cứ yên tâm mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi lúc này người đại diện của nhà máy quản đốc phương bước nhanh tới vẻ mặt cung kính, nói, giám đốc Khương, sao cô lại đích thân tới đây thế? Chúng tôi còn đang thu dọn, có lẽ hôm nay sẽ dọn dẹp xong. Khương Vi Nhan gật đầu nói, quản đốc Phương, ông vất vả rồi, đã bắt đầu tuyển dụng công nhân chưa? Quản đốc Phương thở dài nói, hai, khó lắm, bây giờ bên ngoài lan truyền lời đe dọa rằng, ai dám làm cho nhà máy của nhà họ Khương chúng ta sẽ bị đánh gãy tay gãy chân, vì vậy rất nhiều công nhân không dám tới, vừa nãy còn có mấy người xin tôi cho nghỉ việc nghe thấy câu này sắc mặt của khương vi nhan trùng xuống đúng lúc này một công nhân người bê bết máu loạng choạng chạy từ bên ngoài vào lớn tiếng kêu cứu quản đốc quản đốc bọn chúng lại tới rồi lại tới rồi quản đốc phương nghe thấy câu này sắc mặt lập tức trở nên kinh hoàng và sợ hãi nhưng rất nhanh sau đó lại biến thành vẻ mặt căm hận quát lớn mọi người cùng lên liều mạng với bọn chúng bọn chúng không để chúng ta sống chúng ta cũng không cần sống nữa giết chết bọn chúng ngay lập tức hơn một chục công nhân mặc đồng phục xám trên tay cầm các dụng cụ như cờ lê và ống thép lao đến phía sau quản đốc phương với vẻ mặt giận dữ cuộc sống không bao giờ thương hại người nghèo khổ đúng lúc này ở cổng nhà máy bảy tám chiếc xe tải màu đen nhanh chóng lao tới cạch 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 cửa xe mở ra hai ba chục tên côn đồ trên tay cầm tuyết thép dao dựa lao thẳng xuống xe tên nào tên nấy hung hăng dữ tợn nhiều tên còn xăm trổ đầy mình sát khí ngập trời mẹ nhà chúng mày ai cho phép chúng mày dọn dẹp chúng mày muốn chết đúng không nếu như muốn sống lập tức cút ra khỏi nhà máy này ngay đám người này điên cuồng lao tới chửi bới la hét ầm ĩ một gã đàn ông đầu chọc to lớn dáng người vạm vỡ mặc áo ba lỗ đang phì phèo điếu thuốc bước lên đẩy đám người đó ra tháo kính dâm trên mặt xuống dùng vạt áo lau mặt kính sau đó nở nụ cười hung dữ lộ ra mấy chiếc răng vàng nói với quản đốc phương quản đốc phương xem ra hôm qua tôi cảnh cáo ông vẫn chưa đủ đúng không có mấy người thế này mà cũng đòi liều mạng với chúng tôi à quản đốc phương chưa kịp lên tiếng khương vi nhan đã đứng dậy cười nói xin chào tôi là khương vi nhan tôi chịu trách nhiệm về việc kinh doanh của nhà máy này, mấy người muốn bao nhiêu tiền thì mới chịu dừng lại. Khương Vi Nhan ngây thơ nghĩ rằng có thể dùng tiền để giải quyết. Gã đầu chọc nhìn Khương Vi Nhan trước mặt, lập tức bị vẻ đẹp của cô hấp dẫn. Hôm nay ra ngoài Khương Vi Nhan chỉ trang điểm nhẹ nhàng, nhưng cô vốn đã rất xinh đẹp, bây giờ càng khiến lòng người rung động. Ái trà, người nhà họ Khương, Khương Vi Nhan, chưa nghe qua bao giờ, nhưng mà không sao, người đẹp, anh nhìn em trông cũng khá đó, hay là cùng anh đây đi ăn uống một bữa, chúng ta tìm hiểu thêm về nhau, được không, gã đầu chọc đó nở nụ cười dâm đáng, vươn tay định sờ vào má của Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan sợ hãi lùi lại, ánh mắt đầy kinh hãi. Tuy nhiên, giác, tay của gã đã bị tiêu chính văn kẹp chặt trong không trung, ngay lập tức bị anh bóp nát. Cô ấy là vợ của tao, không muốn chết thì lập tức cút ngay, tiêu chính văn bước lên trước một bước, đứng chắn bảo vệ trước mặt Khương Vi Nhan, trên người anh tỏa ra luồng sát khí mãnh liệt. Làm nhục Khương Vi Nhan, đáng chết. Gã đầu chọc nắm lấy bàn tay phải bị bóp nát của mình, gã gầm lên một cách thảm thiết, mẹ nhà mày muốn chết à. Lên cho tao, đánh què hết lũ chúng nó, còn giữ lại người phụ nữ đó cho tao, tao nhất định phải chơi chết con à. Khương Vi Nhan nhìn Tiêu Chính Văn đang bước lên nghênh chiến với hàng chục tên côn đồ, vẻ mặt sợ hãi lo lắng, hét lên: "Tiêu Chính Văn, anh mau quay lại đây." Nhưng Tiêu Chính Văn chỉ nói một câu, "Chỉ là một đám rác rưởi thôi, để anh giải quyết." Ngay lập tức, anh lao ra như một tia chớp, giơ chân lên, đá bay một người, người đó bay ra sau đập vào bốn năm người còn lại, sau đó lăn vài mét trên mặt đất. Sau đó là một trận chiến nghiêng về một bên chỉ trong giây lát, tiêu chính văn đã nhẹ nhàng giải quyết đám người đó. Bọn côn đồ bị đánh gãy tay gãy chân nằm ngắc ngoài trên mặt đất, kêu la thảm thiết, đau đớn vô cùng. Gã chọc đầu nhìn thấy cảnh tượng này liền quay đầu định chạy. Tuy nhiên, tiêu chính văn đã bước tới, thẳng thừng đá vào lưng gã, khiến gã bay ra đập vào cửa xe. Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa của chiếc xe tải bị lõm vào sức mạnh kinh khủng như vậy khiến tất cả mọi người đang có mặt ở đó đều kinh ngạc. Mạnh quá, thật sự quá mạnh. Khương Vi Nhan cũng mở to hai mắt, che miệng lại, không dám tin cảnh tượng trước mặt. Tao không quan tâm mày là ai, không quan tâm ai là kẻ đứng sau lưng mày, quay về nói cho người đó biết, nếu như còn dám tới nữa, tao không ngại dóc xương lột ra hắn đâu, tiêu chính văn lạnh lùng nói, sát khí ngút trời. Lúc này, gã chọc đầu quỳ dạp xuống đất không ngừng dập đầu kêu than vâng 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 cảm ơn đại ca đã tha mạng sau đó gã bỏ dậy chui vào xe mặc kệ đám anh em đang bỏ lăn dưới đất nhấn ga chiếc xe gầm rú một tiếng rồi lao đi nhìn đám côn đồ đang không ngừng gào khóc tiêu chính văn cao mày nói với quản đốc phương tìm một nơi nào đó nhốt hết bọn chúng lại đợi bên kia đến chuộc người tất cả công nhân ở bên cạnh đều bị anh làm cho sửng sốt Lúc này mới phản ứng lại, nhìn về phía quản đốc phương, quản đốc phương lúc này cũng lập tức hoàn hồn lại, nói còn ngây ra đó làm gì, nhốt bọn chúng lại đi. Sau đó, ông ấy nói với Tiêu Chính Văn, anh là chồng của giám đốc Khương. Tiêu Chính Văn bình thản gật đầu, ông ấy cười nói tiếp, cậu Tiêu, có lời này tôi không biết có nên nói hay không, đám người này đều là người của anh Hải, ở đất này, anh Hải là người mà chúng ta không thể động vào. Sợ rằng sắp tới đây chúng ta sẽ phải đối mặt với sự trả thù của anh Hải. Anh Hải, Tiêu Chính văn cao mày, nói, vậy tôi đợi hắn tới. Chương 58, Tống hậu lượng sợ hãi. Nghe thấy lời này, vẻ mặt của quản đốc phương nó vô cùng lo lắng, nói anh này, có thể anh không biết anh Hải này. Anh Hải này nổi tiếng trong vùng lân cận vì thủ đoạn ra tay độc ác, dưới trướng phải có gần 100 tên đàn em trước đây ông ta từng lăn lộn trong nhà tù nên quen biết được không ít dân anh chị các nhà máy khu này đều bị ông ta thu phí bảo kê không ai dám hó hé lời nào hôm nay anh đánh người của anh ta anh ta là loại người bẩm trợn có thù tất báo chắc chắn sẽ không chịu thua hay là anh và giám đốc khương về trước đi chỉ cần anh không có ở đây anh hải chắc chắn sẽ không làm gì chúng tôi đâu khương vi nhan nghe thấy vậy rất lo lắng lập tức nói quản đốc Vương Chúng tôi không thể về như vậy được. Bây giờ xảy ra sự việc này, tôi sẽ ở lại và giải quyết. Nói xong, cô quay sang Tiêu Chính Văn nói, "Tiêu Chính Văn, anh về trốn trước đi. Có em ở đây, chắc bọn họ không tới gây chuyện đâu, nếu thật sự không ổn, em sẽ báo cảnh sát." Tiêu Chính Văn bật cười, anh nhún vai, nói, "Nếu báo cảnh sát có tác dụng thì đám người này dám trắng trợn làm như vậy sao?" "Được rồi, người là do anh đánh, anh sẽ ở lại." em đi giúp quản đốc phương và bọn họ thu dọn trước đi. Nhưng mà, Khương Vi Nhan vẫn muốn nói gì đó nhưng cô đã bị Tiêu Chính Văn đẩy đi. Nhìn Khương Vi Nhan rời đi, vẻ mặt Tiêu Chính Văn lập tức trở nên thâm trầm xuống. Anh nghĩ một hồi, lấy điện thoại di động ra và bấm số của Tống Hậu Lược, lạnh lùng nói, Tổng Tư lệnh Tống, không ngờ một tu hà bé nhỏ mà quản lý an ninh trật tự lại tệ đến vậy. Lúc này Tống Hậu Lượng đang trong cuộc họp này với cục thanh tra, tại cuộc họp có mặt tất cả các tổng tư lệnh của các khu ở Tu Hà, còn có cả các phó tổng tư lệnh và một số đội trưởng. Nhóm người này ngồi họp với nhau, đại diện cho lực lượng phòng giữ an ninh trật tự của toàn bộ Tu Hà. Mà ngay bây giờ, Tống Hậu Lượng đang ngồi ở vị trí hàng đầu, vẻ mặt ông ta bỗng trở nên sợ hãi và cung kính, nói anh Tiêu, có phải anh có hiểu lầm gì không? Hừ, nhà máy của nhà họ Khương bị đập phá, Kẻ đầu sỏ là anh Hải, Tiêu Chính Văn nói một cách đơn giản rồi thẳng thừng cúp máy. Mà bên này, trên trán của Tống Hậu lượng túa ra mồ hôi lạnh, sau khi xác nhận đầu dây bên kia đã cúp máy mới đặt điện thoại xuống. Sau đó, anh ta đứng dậy, đập mạnh xuống bàn và giận dữ hết vào mặt hàng chục người có địa vị lớn nhỏ trong cuộc họp Tề Thiên Hải. Khu Tây Lâm có thuộc khu vực quản lý của anh không? Mà Tề Thiên Hải cũng không biết tại sao, vội vàng đứng lên trả lời, tổng tư lệnh Tống, là khu vực thuộc quản lý của thuộc hạ Ai có thể ngờ rằng Tống Hậu Lượng đột nhiên nổi giận đùng đùng, giống như sấm sét đánh rền trời vậy. Tôi hỏi anh, trong khu vực đó của anh có phải có một người được gọi là anh Hải không? Tống Hậu Lượng chừng mắt nhìn, suýt chút nữa sông lên xé xác Tề Thiên Hải. Đã chọc giận người đó, đừng nói là Tề Thiên Hải mà đến cả Tống Hậu Lượng cũng phải mất đầu. Tề Thiên Hải hoảng loạn vô cùng, trên trán đổ túa ra đầy mồ hôi lạnh lắp bắp nói tổng tư lệnh tống tôi cũng không rõ anh chờ một chút tôi kiểm tra ngay tề thiên hải hoảng sợ ngày thường anh ta cũng có một đống chuyện phức tạp phải giải quyết những việc còn lại đương nhiên sẽ do người bên dưới xử lý anh ta vội càng rút điện thoại di động ra bấm số của đại đội trưởng dưới chứng mình vừa lo lắng vừa giận dữ hét lên dương khuê tra ngay cho tôi một người tên anh hải ngay lập tức tôi cần có tài liệu về anh ta. Mà chi cục thanh tra khu Tây Lâm cách cục thanh tra hai khu vực, lúc này Dương Khuê đang ngồi trong phòng làm việc của mình, vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn lo lắng, anh ta gật đầu đáp, vâng. Tôi đi tra ngay. Sau khi cúp điện thoại, Dương Khuê vẫn còn đang cảm thấy sợ sệt, cậu ta chưa từng thấy Tề Thiên Hải tức giận như vậy, mắng thẳng qua điện thoại. Anh Hải, Dương Khuê có nhớ người đàn ông này, cậu ta bước ra khỏi văn phòng và hét vào mặt khoảng hơn chục lính tuần tra bên ngoài văn phòng, các anh, dừng hết công việc trong tay lại. Tìm cho tôi thông tin về anh Hải ngay lập tức, nhớ cho kỹ, toàn bộ các anh, chỉ có 5 phút thôi. Gió, trong tích tắc, đội lính tuần tra này vội vàng truy tìm thông tin. Về phía cục thanh tra bên này, Tống Hậu Lượng tức giận quay lưng về phía mọi người, chờ đợi câu trả lời của Tề Thiên Hải. Tề Thiên Hải lòng dạ nóng như lửa đốt, trong lòng lo lắng vô cùng, mồ hôi lạnh trên đầu không ngừng chảy xuống. Vẻ mặt những người khác cũng nghi ngờ, đoán giả đoán non. Tổng tư lệnh tống, chuyện gì đã xảy ra khiến anh tức giận như vậy? Vừa rồi là ai gọi vậy, lúc này một người mạnh dạn hỏi. Tống hậu lượng quay người lại, nhìn người ngồi bên dưới, hừ một tiếng lạnh lùng, nói tức giận. Tôi không tức giận, tôi sợ, trước mặt người đó, Tống hậu lượng tôi chẳng qua chỉ là một con kiến mà thôi. Chỉ cần một câu nói của anh ấy, cả Tu Hà có thể bị xoay chuyển. Ngay cả những người như Hàn Lợi Dân và Tô Khởi Minh cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn trước mặt người đó. Chuyện nhà họ Kim, các anh quên rồi sao? Chính là bút tích của nhân vật lớn đó để lại. Bây giờ, nhà máy của vợ anh ấy ở khu vực thuộc quyền quản lý của Tề Thiên Hải, bị dân anh chị đập phá. Anh nói xem, Tề Thiên Hải anh có bao nhiêu cái đầu để mất chứ? Đồ bỏ đi, chỉ biết ăn thôi, bình thường tôi bảo các anh tăng cường quản lý an ninh trật tự ở các khu vực, các anh làm ăn thế này đấy hả? Tề Thiên Hải lúc này đã không thể đứng vững, anh ta không thể tưởng được rằng ngay cả Tống Hậu Lượng cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé ở trước mặt người đó. Bọn họ đã biết chuyện nhà họ Kim từ lâu, nhưng sự việc cụ thể bọn họ không xem được, đó là hồ sơ tuyệt mật. Chỉ có một mình Tống Hậu lượng mới có thể xem. Chỉ mỗi vậy mà bọn họ đã hiểu, trong hồ sơ đó có đề cập tới một phạm vi bọn họ không thể nào đến gần được. Bọn họ thậm chí còn nghe nói rằng đó là một cuộc tiếp quản trực tiếp từ Long Các, lấy đi tất cả các tài liệu lưu trữ về vụ việc của nhà họ Kim. Nhân vật lớn này có thế lực hùng mạnh thế nào chứ? Lẽ nào người đó đến từ Long Kinh? Không chỉ anh ta, mà tất cả mọi người bên dưới đều đoán giả đoán non dêng dêng đột nhiên điện thoại di động của tề thiên hải vang lên anh ta vội vàng nghe máy hét lớn cha ra chưa dương khuê ở đầu dây bên kia lập tức nói tổng tư lệnh tề tôi cha ra rồi anh hải này sau đó là thời điểm tề thiên hải báo cáo với tống hậu lược anh hải là một tên máu mặt ở khu tây lâm trong tay có hàng trăm tên đàn em còn nắm giữ rất nhiều địa điểm giải trí ăn chơi mà điều quan trọng nhất là còn có người đứng sau anh Hải này. Người đàn ông đó là nhân vật long đầu ở Tu Hà, Thiên Gia. Tống hậu lượng đập mạnh bàn, giống lên tôi không thèm quan tâm đến Thiên Gia Thiên giết gì. Tề Thiên Hải anh tự mình dẫn đội đến nhà máy canh giữ cho tôi, chỉ cần anh Hải xuất hiện, lập tức bắt đi. Tề Thiên Hải cũng vật đầu lia liệu, sau đó vội vàng rời khỏi cục thanh tra, vừa lên xe, anh ta lại bấm điện thoại gọi cho Dương Khuê gào lên, Dương Khuê, lập tức cho người đến nhà máy của nhà họ Khương, chỉ cần Vương Đại Hải xuất hiện, lập tức bắt ông ta lại rồi đưa đi. Nghe rõ chưa, đem tất cả người ở chi cục, lấy hết trang bị. Hôm nay nhất định phải chấp hành nghiêm chỉnh cho tôi, ai dám chống lại, bắn ngay tại chỗ. Về phía nhà máy, Tiêu Chính Văn đang đứng bên ngoài cùng với một vài công nhân. Quả nhiên, hàng chục chiếc xe van màu đen đột nhiên chạy tới bên ngoài nhà máy chiếc nào cũng phóng nhanh như bay, mang theo sát ý nồng đậm, nhanh chóng đỗ lại ở bên đường. Mà đằng sau những chiếc xe này, có 3 chiếc Mercedes-Benz màu đen. Bịch bịch bịch, cửa xe dày đặc mở ra, trong xe, một nhóm côn đồ cầm gậy thép và dao lập tức nhảy xuống, có hàng trăm tên bao vây cổng toàn bộ nhà máy. Sau đó, trên chiếc xe Mercedes-Benz có một người đàn ông trung niên mặc vest trắng bước xuống, đi giày da trắng, đầu đội mũ da màu trắng, để rear mép, khuôn mặt chữ điền. Tay ông ta đeo nhẫn vàng, nhẫn ngọc, ngậm điếu xì gà trong miệng. Xoẹt! Đôi giày da của ông ta dẫm trên mặt đất khiến cho một lớp bụi bay lên, ông ta nhướng mày nhìn nhà máy trước mặt, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Anh Hải, anh tới rồi. Một nhóm người hét lên, khí thế vang dội. Chương 60, thiên gia ở Tu Hà. Hơn chục công nhân trong nhà máy lúc này đã sợ đến mức chân mềm nhũn đứng trước mặt bọn họ là anh hải tiếng tăm lừng lẫy đó. Đằng sau ông ta là gần 100 tên đàn em, trông tên nào cũng hung ác như sát thần, vô cùng khủng bố. Cảnh tượng này đám công nhân sống dưới đáy xã hội này cả đời cũng chưa từng nhìn thấy, nên lúc này ai nấy đều lộ ra vẻ mặt lo lắng và sợ hãi cũng là điều dễ hiểu. Thậm chí, một số công nhân đã bị dọa sợ tới mức phát chân lên bỏ chạy. Anh Hải hút một điếu xì gà, chân đi dày ra, từng bước đi tới trước mặt đám người tiêu chính văn, ông ta cởi cúc, lắc vai một cái khiến áo vest rơi xuống, tên đàn em đứng sau nhanh chóng cầm lấy chiếc áo. Sau đó, anh Hải xoay điếu xì gà của mình, khuôn mặt chữ quốc dưới ánh mặt trời lộ ra vẻ sắc nét, trông vô cùng uy nghiêm. Phù! Ông ta thở ra một luồng khói trắng, ngạo nghễ nhìn mười mấy công nhân trước mặt, mở miệng trầm giọng hỏi, vừa rồi ai ra tay đánh người của tao? câu nói này vang lên như sấm rền vang vọng khắp nhà máy tất cả công nhân đều ngơ ngác nhìn nhau sau đó ánh mắt đều dừng trên người tiêu chính văn tiêu chính văn cũng lạnh lùng nói là tôi anh hải quay đầu nhìn về phía tiêu chính văn hút một hơi xì gà nói thẳng đánh gãy hai chân nó bắt nó quỳ xuống nói chuyện với tao đúng là quen việc nên dễ làm ông ta nói như thể lời này là chuyện thường tình ngay lập tức bốn tên đàn em cầm gậy thép từ phía sau lao ra xông về phía tiêu chính văn với vẻ mặt hung dữ bọn chúng giơ gậy thép trong tay lên và đập vào đùi tiêu chính văn lúc ấy khi khương vi nhan nhận được tin tức vội vàng chạy ra khỏi nhà máy nhìn thấy đám người đối phương chuẩn bị ra tay với tiêu chính văn cô sợ hãi hét lên tiêu chính văn nhưng giây tiếp theo bịch bịch âm thanh leng keng của những gậy thép rơi xuống đất vang lên bốn tên đàn em nhanh chóng bị đánh bay ra từ sau bên hông của anh Hải, đập mạnh vào hai chiếc xe van làm vỡ kính, sau đó bọn chúng ngã xuống đất, bất tỉnh. Sự việc này dường như chỉ xảy ra trong nháy mắt. Mọi người tại hiện trường đều đứng ngây ngốc. Anh Hải cũng dừng bước, nhếch đôi lông mày rậm, ông ta quay đầu lại, nhìn Tiêu Chính Văn đang đứng yên tại chỗ, khóe mắt hiện lên một tia lạnh lùng hung dữ, nói thằng nhãi mày được đấy. Có chút bản lĩnh, chỉ là không biết mày có thể đánh được bao nhiêu người. suốt lời, từ phía sau anh Hải lập tức có hơn một chục tên đàn em hét lên lao ra, vùng gậy thép và dao trong tay. Khóe miệng tiêu chính văn nhếch lên để lộ nụ cười lạnh lùng, anh bước đi, khí thế trên người tỏa ra tựa như sóng thần, long trời lở đất, sát ý nồng đập, lạnh thấu xương khiến gần một trăm tên đàn em đều xứng người. Đều là những kẻ xã hội đen đã quen giết chóc, có cảnh tượng nào mà bọn chúng chưa thấy. Có loại người nào mà bọn chúng chưa gặp. Nhưng người đàn ông ngày hôm nay là lần đầu tiên bọn chúng đụng phải. Quá khủng bố mà. Gần như trong nháy mắt, cả chục tên đàn em đều ngã xuống đất. Anh Hải cũng tức giận, đây là lần đầu tiên ông ta gặp phải một tên khó giải quyết như vậy, lạnh giọng nói, xông lên hết cho tao. Tao không tin nó có thể đánh thắng được 100 người. Bịch, trong phút chốc, gần 100 tên đàn em lao về phía Tiêu Chính Văn bao vây anh lại. Đối mặt với đám người đông nhiệt như vậy, cho dù không phải là người thường cũng không thể đánh bại được. Nhưng khi tiêu chính văn nhìn thấy đám đàn em đứng xung quanh chật kín đến nỗi kiến chui không lọt, vẻ mặt của anh trở nên bình tĩnh hơn, khí thế trên người cũng trở nên đáng sợ hơn. Ngay khoảnh khắc anh Hải gào lên, đột nhiên ở cuối phố, hàng chục xe tuần tra ẩm ẩm lao tới, khiến con đường khói bụi mù mịt, lốp xe nghiền đá dưới đất phát ra âm thanh ẩm ý đằng sau chiếc xe tuần tra, còn có 7, 8 chiếc xe vũ trang chống cháy nổ màu đen. Dầm rầm cửa xe mở ra, hàng chục lính tuần mặc đồng phục, tất cả đứng vào vị trí, dương súng trong tay, nhắm thẳng vào đám đàn em. Trên xe vũ trang chống cháy nổ, từng đội vũ trang một nhanh chóng nhảy xuống. Tất cả đều mặc đồng phục chiến đấu màu đen, đội mũ nồi đen, một số cầm lá chắn chống bạo động, một số thì dương súng sự xuất hiện của nhóm người này nhanh chóng bao vây tất cả đám người anh hải đó người bên trong nghe rõ cho tôi các người đã bị bao vây rồi lập tức bỏ vũ khí xuống nằm trên mặt đất nghe cho rõ đây là lời cảnh báo cuối cùng lập tức bỏ vũ khí xuống và nằm trên mặt đất dương khuê cầm lấy micro và giống to tề thiên hải cũng vội vàng chạy tới thẳng thừng đá văng cửa xe mà bước xuống anh ta giật loa trên tay dương khuê hét lớn, Vương Đại Hải. Ông đã bị bắt rồi, quỳ xuống cho ông đây. Lúc này Vương Đại Hải đã sớm mất đi vẻ kiêu ngạo trước đây, cả người run lên bần bật. Bởi vì gần 100 người anh em của ông ta đều vứt hết vũ khí nằm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, bị lính tuần cùng đội vũ trang đột ngột xông vào khống chế. Ông ta cũng phát hoảng, sợ hãi ôm đầu quỳ trên mặt đất. Audio điện tử võ tấn bền kết tập 3